chương 1511, sinh mệnh chi chủng. Rất đơn giản nhất định chính là đem hết toàn lực phá hủy đi đại thế giới, cùng doanh châu đại lục cái này đã từng thai ngén bọn hắn đảng sinh ra mô bản. Cứ như vậy, lấy sao trời nữ hoàng ý chí làm trưởng khống đại thế giới, một cái khác không gian trong gương sẽ trở thành vô tận vị diện duy nhất. Không hề nghi ngờ, loại này dùng ti tiện thủ đoạn trực tiếp cướp đoạt văn minh truyền thừa giả tâm là tương đương nguy hiểm. Mà Từ Dương làm trước mắt doanh châu đại lục nhân tộc cường giả ở trong trí cao lãnh tụ, cũng là toàn bộ doanh châu đại lục văn minh mạnh nhất thủ hộ giả một trong, hắn nhất định phải phải nhận lãnh trách nhiệm này. Từ Dương cũng rất rõ ràng, phóng tầm mắt mình dưới trướng cái này mấy chục vạn nhân tộc người mạnh nhất tạo thành tu luyện đoàn đội, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn có thực lực trực tiếp đối mặt sao trời nữ hoàng. Mà dưới mắt chính là sao trời nữ hoàng bế quan thời cơ tốt nhất, cũng là Từ Dương ra tay cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, thật bị cái kia bà nương tổn thương sinh mệnh chi chủng. Sẽ là toàn bộ doanh châu đại lục thậm chí lớn hệ thống thế giới hạ toàn nhân loại cộng đồng tai nạn. Đây chính là dựng dục ra vô cùng vô tận sinh mệnh lực lực lượng tinh hoa, từ dương cũng không có đem chiếm thành của mình dự định. Nhưng tóm lại không thể để cho cái này vô cùng trân quý sinh mệnh chi chủng dung nhập vào nguyên vốn không thuộc về đại thế giới văn minh hệ thống phía dưới sao trời nữ hoàng trong cơ thể đồng dạng từ dương cũng có mặt khác dự định, đó chính là để tinh thần chi lực cũng cùng nhau đưa về đến đại thế giới văn minh hệ thống phía dưới một bộ phận. Mà không phải để bọn hắn giống bây giờ đồng dạng có thể không chút kiên kỵ uy hếp bờ được danh châu đại lục bản thổ văn minh. Muốn để bọn hắn lấy quy thuận người cùng thần phục người dáng vẻ, chủ động dung nhập vào mình chỗ ở cái thế giới này văn minh hệ thống phía dưới, đây mới là từ dương trong mắt giải quyết vấn đề phương thức cao nhất. Tại chắc chắn ý nghĩ như vậy về sau, từ Dương lập tức dùng ngón tay đâm về nội tâm của mình, rất nhanh liền trực tiếp liên lạc Tiểu Hoa bên kia. Thế nào? Có cái gì toàn phát hiện mới sao? Ta nhất định phải nhanh nhất tìm tới cái kia sao trời nữ hoàng cụ thể bế quan vị trí, lại kéo dài thêm, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bởi vì ta không rõ ràng, một khi sinh mệnh chi chủng lực lượng cùng nguyên thủy nhất tinh thần chi lực huyết mạch, hoàng mỹ dung hợp, những cái này âm hồn sẽ thu hoạch được như thế nào cường độ tăng lên. Có lẽ bọn hắn có thể chế tạo ra một cái nghiền ép đại thế giới văn minh hệ thống hạ hoàn toàn mới thế giới, kết cục như vậy tuyệt không phải hiện tại chúng ta có thể ứng đối. Nghe được từ Dương Kiểu nói này, Tiểu Hoa cũng lập tức cho ra mình trước mắt thu hoạch. Ta chỉ có thể đại khái đánh giá ra nơi này lân cận hẳn là cách sao trời nữ hoàng bế quan vị trí cụ thể không tính quá xa. Còn lại ta cũng giúp không được ngươi, bởi vì thực lực của nàng cũng đã vượt qua ta trước mắt có thể ứng đối cực hạn cũng chỉ có thể lão đại chính ngươi đến tìm kiếm đến tiếp sau đáp án từ dương trực tiếp đem mình bản thể cùng huyễn thể tiến hành trở về vị trí cũ gây dựng lại sau đó lấy bản thể chân thân ngay lập tức từ biệt trước mắt thủ tôn long khôn đi vào tiểu hoa vị trí hiện tại a à dương ngươi có thu hoạch gì sao làm từ dương đi vào tiểu hoa bên người về sau ngay lập tức phóng xuất ra mình vô cùng cường đại tinh thần lực ba động hướng chung quanh cấp tốc khuếch tán thử nghiệm bắt giữ một chút đặc thù năng lượng vết tích Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, căn bản không có dễ dàng như vậy tìm nàng nơi bế quan, bây giờ muốn giải quyết vấn đề này, chúng ta muốn tưởng tượng cái kia sao trời nữ hoàng làm như vậy động cơ. Tại toàn bộ bảo tàng sơn bên trong, chỗ nào là nhất không dễ dàng bị tìm tới. Từ Dương đưa ra vấn đề này, bên người Tiểu Hoa suy nghĩ sau một lát cho ra đáp án của mình. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, ta trước đó tại toàn bộ bảo tàng sơn nội bộ khu vực tìm kiếm một phen cũng không có đặc thù năng lượng đường tắt. Nói cách khác kia sao trời nữ hoàng rất rõ ràng, giấu đầu lòi đuôi, đạo lý này. Nếu như tại mình bế quan địa phương bên ngoài thực hiện đầy đủ lực lượng cường đại phong ấn, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Lấy từ dương thông minh, trong đầu lập tức xuất hiện ba cái tương đối mẫn cảm cùng đặc thù vị trí. Bởi vì từ dương trước đó đối chiến trận tiến hành vĩ mô đem khống thời điểm, đã từng cũng đối cái này ba cái cụ thể mục tiêu tiến hành phá lệ tỉ mỉ tinh thần thăm dò. Mặc dù đều không thể bắt được kia sao trời nữ hoàng khí tức chấn động, nhưng là cái này ba cái địa phương đối với toàn bộ bảo tàng đến nói, đều là tụ tập thiên địa linh khí nồng nặc nhất đặc thù vị trí. Tiếp núi là từ dương cùng tiểu hoa lập tức hành động, dần dần đối cái này ba cái đặc thù vị trí tiến hành cẩn thận loại bỏ, cuối cùng vẫn không thể nào phát hiện sao trời nữ hoàng chỗ. Đáng chết, cái này ba cái rõ ràng nhất địa phương chúng ta đều đã điều tra quá, vậy mà một điểm vết tích đều không có, chẳng lẽ kia sao trời nữ hoàng là cho chúng ta hát mới ra không thành kế? Nàng căn bản cũng không tại cái này bảo tàng sơn bên trong, mà là mượn nhờ cái gọi là 12 sao tôn cố ý thả ra một cái bom khói, đem tất cả chúng ta kéo dài ở nơi này, để cho nàng thu hoạch được đầy đủ thời gian dài, hoàn thành đối với sinh mạng chi chủng thôn vệ. Từ dương vẽ mặt thành thật suy nghĩ chỉ chốc lát, sau đó cho ra tiểu hoa chính mình tưởng tượng bên trong đáp án. Ban đầu ta cũng là mang theo phương diện này hoài nghi, thế nhưng là coi ta cùng kia mấy đại tinh tôn khoảng cách gần sau khi giao thủ ta phát hiện những cái này tinh tôn cấp bậc cường giả cũng tốt đến ngàn vạn mà tính những cái kia âm hồn chiến sĩ thông thường cũng được bọn hắn tất cả âm hồn thể sinh mệnh lực sâu nhất bộ phận đều có một loại đặc thù cộng minh cũng chính là cái này đạo cộng minh tồn tại để bọn hắn có thể ngay lập tức cảm nhận được đến từ sau trời nữ hoàng mệnh lệnh cùng chung quanh quần thể đồng bạn ở giữa trạng thái chiến đấu cái này đạo cộng minh liền giống như là trong vô hình đem những cái này nguyên bản không có tự chủ linh hồn sinh mệnh đặc thù thể nối liền cùng nhau hạch tâm dẫn đạo. Dựa theo phán đoán của ta, loại này dẫn đạo lực hẳn là sao trời nữ hoàng lấy đặc thù công pháp thủ đoạn đối với mấy cái này âm hồn thể các chiến sĩ thành lập. Một khi sao trời nữ hoàng rời đi bảo tàng sơn khu vực, rất có thể loại này dùng để khống chế những linh hồn thể này các chiến sĩ dẫn đạo lực hệ thống liền đem thoát ly sao trời nữ hoàng trưởng khống phạm vi. Cho nên ta cho ra phán đoán là, nữ nhân này nhất định còn tại chúng ta nhìn rõ phạm vi bên trong, chỉ là chúng ta bây giờ còn chưa có biện pháp tìm tới nàng vị trí thực sự thôi. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy về sau, Từ Dương cũng không tính lại tiếp tục như vậy do dự xuống dưới. Hắn quả quyết quyết định, đem mình điều tra mạch suy nghĩ một lần nữa xáo trộn, một lần nữa sắp xếp như ý, muốn tìm được trước đó bị mình sơ sót manh mối. Phải biết Từ Dương thế giới linh hồn liền như là một cái mênh mông vô ngần vũ trụ mặc dù khắp thế giới đều là tĩnh mịch một loại u ám thế nhưng là mỗi một chỗ ngóc ngách đều có được vô cùng vô tận bị khai thác tiềm năng lúc này từ dương tựa như là một cái cao tốc vận chuyển máy lặp lại bắt đầu điên cuồng đọc đến trước đó trải qua mỗi một chi tiết nhỏ từ những cái này rải rác trong trí nhớ tìm kiếm đến khả năng tìm tới sao trời nữ hoàng ẩn tàng vị trí dấu vết để lại manh mối đột nhiên ngay tại từ dương loại bỏ ký ức quá trình dừng lại tại hắn từ kia cổ thụ ở trong đạt được thuộc về ánh trăng hình dáng khí tức trong nháy mắt, từ dương rốt cục vẫn là trong này phát hiện chớp mắt là qua một tia chỗ sơ xuất. Cổ thụ làm sinh mệnh chi chủng thai ngén người, đồng dạng cũng là doanh châu đại lục thai ngén sinh mệnh khí tức lực lượng mạnh nhất chi nguyên. Chương 1512, tìm tới sao trời nữ hoàng. Hắn tại bị cưỡng ép cướp đoạt sinh mệnh chi chủng về sau, nên là sẽ lâm vào tuyệt đối yên tĩnh tĩnh mịch trạng thái. Sinh mệnh chi chủng nói trắng ra, chính là cái này cổ thụ sinh mệnh đầu nguồn là hắn chân chính linh hồn, một cái không có linh hồn cổ thụ, lại làm sao lại chủ động hướng từ dương phóng xuất ra những cái này mang theo tinh thần lực tính chất khí tức chấn động đâu? Từ Dương trước đó sở dĩ không có phát hiện cái này cực kỳ trọng yếu logic sai lầm, là bởi vì hắn đem càng nhiều chú ý lực đều đặt ở kia nguyệt chi hình dáng xuất hiện trong chuyện này. Bởi vậy cũng không có đi quá phận lưu ý cái này đạo tinh thần lực xuất hiện động cơ. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, cái này của thụ bản thân tuyệt đối bại lộ một cái sai lầm trí mạng, mà lấy Từ Dương thông minh đương nhiên rất nhanh liền minh bạch như thế sai lầm lưng sau ẩn tàng như thế nào một cái chân tướng. Đó chính là cái này của thụ thể xác hẳn là sao trời nữ hoàng bế quan chân chính chỗ. Mà cái kia đạo tinh thần lực cũng là sao trời nữ hoàng mình phóng xuất ra, dùng để lẫn lộn Từ Dương sức phán đoán thủ đoạn nàng dự tính ban đầu hẳn là muốn để từ dương đem càng nhiều lực chú ý đặt ở đối nguyệt quan một mạch truyền thừa bắt giữ bên trên từ đó triệt để chuyển di từ dương truy ra phương hướng đáng tiếc cái này sao trời nữ hoàng cũng không ngờ đến từ dương nơi nào có tốt như vậy lừa gạt huống chi có tiểu hoa dạng này một cái tuyệt đối trợ lực giúp đỡ sai lầm cấp thấp như vậy từ dương là tuyệt đối sẽ không phạm như là đã tìm được giải quyết vấn đề căn bản đầu nguồn như vậy tất cả khó khăn đều đem giải quyết dễ dàng rốt cuộc không thể đối từ dương tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì ta còn thật sự muốn nhìn một chút lần này ngươi còn có thể giấu ở nơi nào từ dương cười lạnh một tiếng hóa thành một luồng ánh sáng mang theo tiểu hoa lập tức một lần nữa trở lại kia cổ thụ vị trí lúc này thủ tôn long khôn đã chẳng biết đi đâu duy chỉ có cây kia cổ thụ còn bình tĩnh đứng lặng tại nguyên chỗ chính là cây này nha rất khó tưởng tượng như thế đơn bạc thân thể lại có như thế khó mà tin nổi địa vị nếu như kia sinh mệnh chi chủng thật ngay tại cái này khỏa cổ thụ nội bộ, đang cùng sao trời nữ hoàng lực lượng đem kết hợp. Nơi này cũng hẳn là tiếp xuống chiến trường chính. Tiểu Hoa nói xong bản năng muốn hướng phía cái này cây bên ngoài tới gần, đại khái tại mấy chục mét phạm vi vị trí đột nhiên bị một đạo vô hình quan sóng ngăn cản bước chân tiến tới. Trở về đi, theo tình trạng của ngươi bây giờ căn bản không có khả năng đánh vỡ, tầng này sáng người trở ngại, bởi vì đây chính là sao trời nữ hoàng chân chính địa phương đáng sợ. Nghe được từ dương kiểu nói này, tiểu hoa lập tức thoải mái, một lần nữa trở lại từ dương sau lưng, muốn chờ đợi lấy mình nam nhân tự mình ra tay. Mà từ dương cũng không có càng nhiều do dự, lông mày có chút nhíu chặt một cái chớp mắt, dường như muốn sớm nhìn thấu cái này cổ thụ bên ngoài ngưng tụ mà thành năng lượng quan hoàng cụ thể tính chất. Sau đó từ dương đột nhiên lòng bàn tay vung lên, phía sau một đạo vô cùng thông thấu kiếm mang nháy mắt bay ra. Cái này một đạo kiếm mang khí tức, cũng không có ẩn chứa như thế nào cường đại lực sát thương, chẳng qua là từ dương dùng để thăm dò đối phương bộ này thủ hộ quan hoàng cụ thể cường độ nước cờ đầu. Chỉ là phản hồi ra tới tình trạng lại là để từ dương cùng tiểu hoa hai người cũng không nghĩ tới, bởi vì cái này một đạo nhìn như cũng không như thế nào cường hoành nhạt phần sáng màu xanh lam, thế mà có được ngăn cách hư không năng lực. Nói cách khác sao trời nữ hoàng bản thân có năng lực thực chiến, hẳn là còn muốn so từ dương đối nàng trước mắt làm ra lực lượng đẳng cấp phán đoán cùng ước định còn phải cao hơn một cái cấp bậc một cái liền hoàn chỉnh thân xác cũng sẽ không tiếp tục có người không có tư cách tiến vào sinh mệnh cổ thụ một bước kia đối mặt lực lượng của ta đừng để ngươi nữ nhân yêu mến liều lĩnh tràng phiêu lưu này ngươi tự mình một người vào đi bây giờ toàn bộ doanh châu đại lục chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có tư cách cùng ta đến một trận một đối một chính diện đối quyết ngươi không phải là muốn ngăn cản ta thu hoạch được sinh mệnh chi chủng toàn bộ lực lượng sao? Vậy liền dùng ngươi kiêu ngạo nhất dáng vẽ tiến vào cái này cổ thụ nội bộ, chúng ta sẽ tại một cái có một không hai hoàn toàn mới không gian ở trong quyết nhất tử chiến, tốt nhất có thể đánh ra ngươi cường đại nhất một mặt, bởi vì một trận chiến này, nếu như ngươi thất bại, hậu quả sẽ là khó có thể tưởng tượng. Từ dương cũng đã đã đọc hiểu cái này sao trời nữ hoàng lời nói ở giữa ý tứ, cái gọi là hậu quả tự nhiên chính là đối cái này khỏa cổ thụ bản thân tổn thương, mà dựa theo Từ Dương phán đoán, cho dù là bây giờ cái này kỷ nguyên, Doanh Châu Đại Lục nội tướng làm một bộ phận sinh mệnh tinh hoa cũng tất cả đều là từ cái này cổ thụ phối hợp sinh mệnh chi chủng dựng dục ra đến. Nếu như một trận chiến này Từ Dương không thể lấy được thắng lợi lời nói, như vậy hắn liền phải trơ mắt nhìn xem sao trời nữ hoàng cướp đi, thuộc về Doanh Châu Đại Lục thậm chí đại thế giới văn minh hệ thống phía dưới trọng yếu nhất sinh mệnh lực ngưng tụ sản phẩm. Từ dương trên mặt lạnh lùng biểu lộ dường như đạt tới một loại cực đoan, hắn hiện tại đã không có biện pháp không chấn động một tí hoàng mỹ tâm tính đến mặt đối với chuyện này. Lập tức từ dương xuất ra trước nay chưa từng có nghiêm túc dáng vẻ, không chút do dự đem mình huyễn hóa thành chủ thần khí đồ thiên hình dáng, sau đó lấy chém vỡ hết thảy phong ấn cùng trở ngại cường thế dáng vẽ tiến vào trước mắt viên này của thụ năng lượng thể vòng vây. Chỉ trong tích tắc đồ thiên bản thể hoàn toàn biến mất, từ dương rốt cục tại dạng này dáng vẽ che chở phía dưới, tiến vào cổ thụ nội bộ. Mà xuất hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt, quả nhiên là như là trước đó cái này cổ thụ bên trong kia một đạo tinh thần lực mang cho hắn chỉ dẫn, từ dương lần thứ nhất tại doanh châu đại lục thậm chí là tại lớn hệ thống thế giới phía dưới nhìn thấy hoàng chỉnh nguyệt chi hình dáng. Cũng không lâu lắm, sao trời nữ hoàng linh hồn đồ đằng xuất hiện lần nữa hoàng chỉnh hình dáng, vừa vặn bị cái này ống ánh ánh trăng phản chiếu xuống dưới, xuất hiện tại từ dương tầm mắt bên trong ương vị trí, phản phất là lấy một cái nữ chủ nhân dáng vẻ nhìn kỹ từ dương. Ngươi không phải vẫn muốn biết vô nguyệt thiên chân chính cửa vào sao? Ta hiện tại có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, sau lưng của ta cái này mênh mông nguyệt chi hình dáng chính là vô nguyệt thiên lối vào. Nói cách khác cái này khỏa cổ thụ tồn tại, nguyên bản là doanh châu đại lục thế giới cùng kiếm tiên chỗ vô nguyệt thiên thần bí không gian, hoặc là doanh châu đại lục cái gọi là thần chi lĩnh vực liên kết thông địa phương chỉ có ta đem sinh mệnh chi chủng hoàn toàn thôn phệ, tiến hóa rơi trên người ta nguyên bản bị doanh châu đại lục ngâm qua sinh mệnh lực hoàn toàn khu trừ. Lấy một cái đẳng cấp cao hơn sinh mạng thể hình thức xuất hiện, mới có tư cách mở ra cái này một đạo thông hướng vô nguyệt thiên chân chính cửa vào. Mà ta mục đích chính là tại trở thành thế giới này người mạnh nhất về sau, lấy vực ngoại tinh thần văn minh đại biểu thân phận chém giết doanh châu đại lục sáng thế chi thần kiếm tiên vân vong cơ, từ đó cướp đoạt doanh châu đại lục văn minh Tại biến mất nguyệt chi tinh phía trên thành lập thuộc về chính ta thời đại. Không hề nghi ngờ, trước mắt sao trời nữ hoàng cũng chính là tứ hoàng tử mẹ đẻ, đã đem Từ Dương xem như là hắn phải đối mặt địch nhân lớn nhất. Bằng không mà nói, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng đem mình làm cái này mọi chuyện mục đích cuối cùng nhất trực tiếp báo cho Từ Dương. Mang ý nghĩa hai người tiếp xuống trận chiến đấu này nhất định chính là một trận sinh tử quyết đấu. Thì ra là thế, Vô Nguyệt Thiên lối vào thế mà giấu ở nơi này như vậy ngươi muốn đoạt được sinh mệnh chi chủng năng lượng hết thảy động cơ cũng liền lại quá là rõ ràng. Còn có một cái nghi vấn, ngươi đến tục cùng là dựa vào như thế nào thủ đoạn đem toàn bộ âm hồn đại quân trưởng khống trong tay của mình đây này. Chương 1513, đối chiến sao trời nữ hoàng. Tứ hoàng tử mẹ đẻ nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện toàn bộ bảo tàng sơn chỉnh thể hình dáng như cái gì sao? Nơi này mới thật sự là vân thị hoàng triều hoàng gia lăng mộ, trước ngươi chỗ dò xét qua ba cái kia đặc thù vị trí, tất cả đều là toàn bộ bảo tàng sơn chân chính cửa vào. Chỉ tiếc ngươi cũng không có tiếng một bước xâm nhập điều tra, bằng không mà nói lấy thực lực của ngươi cùng năng lực tuyệt đối có thể phát hiện tiếng vào bảo tàng chỗ sâu cửa vào. Mà cái này trên thực tế cũng là ta trước đó dẫn đạo ngươi dự tính ban đầu, nếu như ngươi thật tiến vào bảo tàng trong đất bộ, như vậy thời gian 3 tháng tuyệt đối không có khả năng tránh ra mà ta cũng liền có thể thuận lý thành chương hoàn thành ta chân chính mục đích. Thông vệ hết sinh mệnh chi chủng, đến lúc kia, coi như thực lực của ngươi có mạnh đến đâu, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng tại doanh châu đại lục hệ thống ở trong đêm ta giết chết. Bởi vì một khi dung hợp sinh mệnh chi chủng, ta sẽ cùng tại cùng toàn bộ doanh châu đại lục chúng sinh vận mệnh khóa lại lại với nhau. Trở thành chân chính bất hữu bất diệt tồn tại, tiếc núi là ngươi sức quan sát vẫn là vượt qua ta dự phán sớm bị ngươi tìm được nơi này. Mà ta người này xưa nay sẽ không e ngại bất cứ uy hế bờ gì tồn tại. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, ta liền đem chi tiêu diệt, trốn tránh vĩnh viễn không phải giải quyết vấn đề chân chính biện pháp. Cho nên ta liền đối với ngươi phát ra mời, ngươi ta đem ở nơi này phát sinh một trận sinh tử quyết đấu, sống sót chính là doanh châu đại lục chân chính tương lai vận mệnh trưởng thống giả. Từ dương hừ nở nụ cười, ta nhất định phải đối ngươi giải đọc biểu đạt mình kính ý, bởi vì cái này khiến sự tình trở nên phá lệ rõ ràng nhưng tiếc nuối là ngươi tuyệt đối không có khả năng chiến thắng được ta cho dù ta ở nơi này thực lực bản thân đã lớn bị hạn chế bởi vì ta và ngươi so sánh có quá nhiều lo lắng ta cũng không định để cái này sinh mệnh cổ thụ bởi vì ngươi ta ở giữa một trận chiến này đi hướng sụp đổ mà ngươi cũng đã đã quyết định như thế cho dù cuối cùng ngươi không có cách nào thôn vệ hoàn chỉnh sinh mệnh chi chủng đạt thành mục đích của mình ngươi cũng đồng dạng có rất nhiều biện pháp có thể cùng ta liều mạng một lần, tối thiểu để doanh châu đại lục viên này sinh mệnh chi thụ như vậy đi hướng tan thành mây khói. Nhưng ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi được như ý. Nguyên nhân rất đơn giản, ta tại lúc tiến vào chủ thần khí băng hoàng tháp đã giao đến tiểu hoa trong tay, có hắn tại ngươi là tuyệt đối không có khả năng ngay trước ta người yêu mặt phế bỏ cái này sinh mệnh truyền thừa cổ thụ. Từ Dương một phen nói xong, Trước mắt cái này không ai bị nổi nữ ma đầu rốt cục bột phát ra một trận điên cuồng tiếng cười. Xem ra ngươi đối mình thực lực rất có lòng tin, nhiều như vậy nói vô ích, chúng ta liền dùng thực lực chân chính đến đối thoại đi. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, ngươi cái này danh chấn danh châu đại lục thậm chí đại thế giới văn minh thể hệ đỉnh tiêm nhân tộc cường giả, đến tột cùng đã đạt tới như thế nào trình độ. Chỉ trong tích tắc, hạo nguyệt quan ảnh phía dưới sao trời nữ hoàng lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, Đúng là ở sau lưng to lớn Hạo Nguyệt đồ đằng chung quanh, trống rỗng huyển hóa ra đếm không hết sao trời. Mà một màn này sao trời Hạo Nguyệt đồng thời thấp thoáng tại vô tận trời cao phía dưới, dường như cũng là từ Dương hy vọng đã lâu tình cảnh. Chỉ có điều từ Dương rất rõ ràng trước mắt xuất hiện cái này một đạo hình tượng, cũng còn không phải có thể chân chính thực hiện, vẹn vẹn chỉ là tất cả đại lục chúng sinh cộng đồng huyển tượng thôi. Như thế nào đem cái này ảo mộng biến thành chân chính hiện thực? Đây chính là từ dương một trận chiến này chân chính ý nghĩa chỗ. Không chút do dự đem đồ thiên chủ thần khí nắm trong tay, từ dương lau sạch nhẹ nhẹ lấy cái này một cái đồ thiên chủ thần khí kiếm mang. Dường như từ phía trên còn có thể cảm nhận được một chút thần vương phong hỏa không bó năm đó bác phương vô cực khí tức. Dù sao thanh kiếm này đời trước chủ nhân chính là lớn hệ thống thế giới ở trong cái thế đỉnh phong, thế giới chân chính người mạnh nhất. Mà khi thanh kiếm này quyết định truyền thừa đến từ dương trong tay thời điểm, liền mang ý nghĩa từ dương sẽ là siêu việt cổ nhân tồn tại. Chính là năm đó phong hỏa không bó, cũng rất khó đạt tới từ dương bây giờ thành tựu. Đáp án là nguyên thủy lực lượng công pháp hệ thống tầng thứ 10 từ xưa đến nay đồng dạng tạo hóa, liền sớm đã không phải là phương thế giới này văn minh dựng dục ra đến. Bất kỳ người nào khác cũng không có thể cùng từ dương so sánh. Đồ thiên chủ thần khí áp chế hiệu quả cỡ nào cường hãn Xuất hiện một nháy mắt, từ dương lập tức đem mình tiến công mục tiêu khóa chặt ở trước mắt sao trời nữ hoàng linh hồn thể phía trên. Vẹn vẹn bằng vào cái này một đạo phong mang, liền cho sao trời nữ hoàng mang đến khó có thể tưởng tượng áp chế lực. Ngươi cái này chủ thần khí uy lực thật là quá mạnh, nếu không phải ta giờ phút này thân thể hình thái hết sức đặc thù, chỉ sợ cũng rất khó chống đỡ được ngươi một chiêu nửa thức nha. Chẳng qua cũng nguyên nhân chính là như thế, ngược lại sẽ để cho ngươi bởi vì thanh kiếm này tồn tại mà trở nên bó tay bó chân. Ngươi căn bản không có khả năng ở nơi này đánh ra ngươi thực lực chân chính, đây cũng là ta nghĩ biện pháp đưa ngươi lừa gạt đến cái này cổ thụ nội bộ đến quyết chiến nguyên nhân căn bản. Từ Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi như là đã lòng có e ngại, vậy ngươi lại làm sao có thể chiến thắng được ta đây? Đừng nói là thực lực của ta có hạn chế, liền xem như cái này đồ thiên chủ thần khí không bị sử dụng, ta cũng có càng nhiều biện pháp có thể đưa ngươi chinh phục. Từ Dương đối với mình thực lực xưa nay sẽ không làm quá phận nói khoác nhưng là hắn có thể chinh phục như thế nào cường đại đối thủ, trong lòng của hắn quá rõ ràng. Sao trời nữ hoàng lớn nhất dựa vào đơn giản hai điểm? Vừa đến chính là nàng đối tinh thần chi lực cực hạn điều khiển thiên phú, thứ hai thì là nàng trước mắt bị trói định ở trong cơ thể mình sinh mệnh chi chủng, mang cho nàng sinh mệnh lực nguyên thủy cường độ tăng lên. Tại từ dương sách lực tác chiến bên trong, chỉ phải nghĩ biện pháp đem sinh mệnh chi chủng cùng linh hồn của nàng hoàn thành bóc ra. Như vậy nữ nhân này đem không có bất kỳ cái gì tùy tiện tư bản. Như thế nào làm được điểm này trình tự, Từ Dương đã ở sau đó hành động bên trong cho ra đáp án. Chỉ thấy thân thể của hắn hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại đồ thiên bản thể tại nguyên chỗ phóng xuất ra vô cùng ống ánh kim sắc kiếm mang, cái này một đạo kiếm mang cũng không có vận dụng đến Từ Dương vô cực kiếm đạo bản thân tạo hóa. Mà là tại dùng cái này một đạo kiếm mang bản thân phóng xuất ra thông thiên triệt địa tia sáng để cái này của thụ nội bộ chiến trường tất cả lực lượng thuộc tính toàn bộ ở vào một loại bị trấn áp cùng uy hết bờ dáng vẽ. Càng thêm khoa trương là, ngủ say tại cái này đồ thiên chủ thần khí bên trong, không biết bao nhiêu năm phong hỏa vô cực dựng dục ra đến kiếm hồn. Vậy mà cũng tại thời khắc này có thức tỉnh dáng vẻ, trợ giúp từ dương cùng nhau sinh ra càng cường đại hơn tinh thần uy hết bờ hiệu quả. Quả nhiên, nương theo lấy một kiếm này cường thế thức tỉnh, toàn bộ chiến trường ở trong tất cả nguyên tố khí tức bị điên cuồng áp chế. Mà làm như vậy lớn nhất người bị hại, tự nhiên cũng chính là đầy trời sao trời ngưng tụ mà ra tinh thần chi lực. Giống như là tại trên bản chất áp chế sao trời nữ hoàng đối với mình bản mệnh lực lượng điều khiển. Để những cái kia bị đồ thiên thần kiếm uy hết bờ tinh thần chi quan, không có cách nào càng thêm thông thuận chảy xuôi tại sao trời nữ hoàng trong cơ thể, vì nàng sử dụng. Làm một người công pháp vận hành trở nên không còn thông thuận, như vậy nàng chiến đấu kế tiếp đêm sẽ là như thế nào một loại cục diện. Cái loại cảm giác này tựa như là một võ giả bị cưỡng ép phân phối một thanh mình căn bản điều khiển không được không hợp tay binh khí. Nếu là từ bỏ hắn, như vậy võ giả sẽ trở nên giật gấu vá vai, nếu là tiếp tục sử dụng nó, sớm muộn cũng sẽ bị cái này căn bản không cùng mình tướng xứng đôi binh khí kéo sụp đổ mất, hiện tại sao trời nữ hoàng trên thực tế liền lâm vào dạng này một loại lúng túng hoàn cảnh. Chương 1514 cường đại thể hiện. Ha ha, ngươi cho rằng bằng vào cái này một cái chủ thần khí kiếm hồn, liền có thể mang cho ta mãi mãi thuộc tính áp chế sao? Ngươi thật là quá coi thường tinh thần chi lực tiềm năng. Nhất định phải thừa nhận trước mắt cái này sao trời nữ hoàng cũng không phải hạng người phàm tục, nếu không cũng tuyệt đối sẽ không có thể bằng vào sức một mình, liền đem toàn bộ doanh châu đại lục văn minh kéo vào đến vực sâu giới hạn chỗ. Bởi vậy gia hỏa này làm đối thủ giá trị, từ dương cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi cũng không có đối với nữ nhân này có chút xem thường thái độ xuất hiện qua. Nhưng là Từ Dương đối với mình đồ thiên thần khí vốn có lực lượng vẫn rất có tự tin. Có thể hay không tạo thành ảnh hưởng, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng là nếu như có thể bằng vào ta một kiếm này uy lực bức ra ngươi mạnh nhất dáng vẻ, đối với ta mà nói cái này đích xác là rất có lời. Nghe được Từ Dương kiểu nói này, sao trời nữ hoàng hừ lạnh một tiếng. Vậy mà một bước đạp không mà lên, tiếp xuống nàng làm ra một cái để Từ Dương cũng không nghĩ tới cử động. Đúng là không chút do dự dùng mình hai cái ngón tay cắm vào cặp mắt của mình bên trong, đau khổ tiếng gào thét cùng tiếng kêu rên không ngừng xuất hiện. Nhưng cũng cùng tại thời khắc này, kia hóa thành màu băng lam huyết thủy hai đạo nước mắt nhỏ xuống tại tinh trần nữ hoàng trên khuôn mặt. Theo sát lấy nàng một đôi trống rỗng con ngươi bỗng nhiên nhắm ngay thương khung, vô cùng vô tận sâu lam sắc quang mang, từ nàng một đôi vỡ vụn con ngươi ở trong phóng thích ra ngoài năng lượng màu lam đậm chi quan trên thực tế chính là sao trời nữ hoàng tinh hoa nhất sinh mệnh chi nguyên cũng chính là đại biểu cho tinh thần chi lực một mạch văn minh truyền thừa cường đại nhất đầu nguồn lực lượng mà nương theo lấy cái này hai đạo hào quang màu lam đậm ảnh hưởng phía dưới toàn bộ nội bộ không gian chiến trường hư không lập tức bị ống ánh xanh đậm triệt để nhóm lửa tất cả nguyên tố lực tự hồ cũng đánh vỡ đồ thiên thần khí mang tới ảnh hưởng cùng áp chế hiệu quả càng làm cho từ dương không nghĩ tới chính là cái này một đợt cử động về sau, dường như cái này cổ thụ bên trong không gian ở trong hết thảy chung quanh năng lượng nguyên tố cũng bắt đầu trong thời gian cực ngắn, bị cái này kinh khủng sâu lam sắc quan mang hoàn thành đồng hóa. Tất cả cái khác nguyên tố vậy mà đều bắt đầu bổ sung bên trên tinh thần chi lực thuộc tính. Thiên phú như vậy thực sự là quá mức đáng sợ, cho dù là từ dương cũng cho tới bây giờ đều không có tại lớn hệ thống thế giới phía dưới nhìn thấy qua dạng này khó mà tin nổi thủ đoạn có thể bằng vào sức một mình đồng hóa nguyên tố khác thuộc tính, thực sự là quá mức nghịch thiên. Dạng này văn minh nhất định không thể để nàng uy hế bờ được đại thế giới pháp tắc hệ thống phía dưới bất kỳ một cái nào văn minh không gian, bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được. Hắn tựa như là một cái sinh sôi lực cực mạnh mẫu trùng, nếu như bỏ mặt nàng tiếp tục sinh tồn đi xuống, đợi một thời gian nàng sẽ từ trong cơ thể của mình dựng dục ra thành phía trước vạn vóc gián trùng. Từ đó một chút xíu thôn vệ hết thảy chung quanh, từ dương khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau, liền từ nữ nhân này trên thân ý thức được vô cùng cường đại nguy cơ. Nếu là tiếp tục để nàng dạng này bỏ mặt phát triển tiếp, đừng nói là doanh châu đại lục, liền xem như lớn hệ thống thế giới, chỉ sợ cũng không được bao lâu đều sẽ bị cái này sao trời nữ hoàng hoàn toàn chiếm cứ. Bất kể nói thế nào, hôm nay tại cái này cổ thụ bên trong không gian chiến trường bên trong, từ dương đã chắc chắn tâm tư muốn đem nữ nhân này triệt để chinh phục. Nếu không tương lai hậu quả khó mà lường được, Tất nhiên sẽ dẫn phát ra càng thêm khó mà ngăn chặn khủng bố hậu quả. Phải biết liền xem như từ Dương Quang Minh pháp tắc, có thể làm được cũng chỉ là tịnh hóa cái khác thuộc tính nguyên tố. Mà cái này tinh thần chi lực càng thêm bá đạo, trực tiếp có thể đối cái khác thuộc tính nguyên tố hoàn thành đồng hóa. Cái này vốn là tại đại thế giới pháp tắc hệ thống ở trong không cho phép tồn tại làm trái quy tắc hiện tượng, lại là bị trước mắt tinh thần chi lực một mạch văn minh truyền thừa cho biến thành hiện thực. Thiên phú của ngươi thật là kinh người, có thể dùng sinh mệnh lực của mình sinh ra dạng này quần thể hiệu ứng, quả nhiên là thật đáng sợ. Chẳng qua ta cũng thật đáng tiếc nói cho ngươi, cho dù ngươi đem cái không gian này tất cả nguyên tố lực thôn vệ không còn, ngươi cũng xa xa không có chiến thắng thực lực của ta. Từ dương chính là như vậy bá khí lộ ra ngoài, nhưng là hắn cũng tương tự bắt đầu suy nghĩ một vấn đề khác. Mình rốt cuộc nên dùng như thế nào biện pháp mới có thể đem trước mắt cái này sao trời nữ hoàng dùng phương thức đơn giản nhất giúp cho trấn áp. Ha ha ha, ngươi đối với mình liền có lòng tin như vậy sao? Vậy ta còn thật nghĩ không kịp chờ đợi nhìn một chút thực lực của ngươi cùng ngươi bày biện ra đến cùng vọng dáng vẻ đến cùng tướng không tương xứng. Sao trời nữ hoàng cũng cho ra dạng này một kiệt ngạo thái độ. Cùng lúc đó, nàng tiếp xuống công pháp thi triển lần nữa chấn kinh từ dương chỉ thấy cái này sao trời nữ hoàng mượn nhờ toàn bộ màn trời ở trong dựng dục ra đến ống ánh hào quang màu lam đậm, bắt đầu điên cuồng ngưng tụ tụ hợp chung quanh tất cả bị đồng hóa tinh thần chi lực. Nói cách khác nàng bây giờ thân thể đã hoàn toàn hóa thành một cái che giấu tại vực sâu hắc ám ở trong vòng xoáy, tất cả cùng tinh thần chi lực nguyên tố sinh ra phù hợp lực lượng nguyên tố đều sẽ bị nữ nhân này hoàn thành đồng hóa, đồng thời hấp thu tiến trong cơ thể của mình. Không được bao lâu, toàn bộ cổ thụ không gian tất cả nguyên tố khí tức đều sẽ thành nữ nhân này có thể thích làm gì thì làm thi triển năng lượng chi nguyên. Một khi bị nàng hoàn thành đối chiến trận tuyệt đối điều khiển, như vậy hậu quả khó mà lường được, bởi vì một khi lâm vào như thế quẩn cảnh bên trong, từ dương có thể phát huy không gian cũng liền bị đại đại áp súc. Nhất định phải ngăn cản nàng hoàn thành cái này sống lực lượng nguyên tố hấp thu, bằng không, ngươi sẽ một mực xa vào đến trạng thái bị động. Đồ thiên chủ thần khí ở trong kiếm hồn lần nữa phóng xuất ra thanh âm, nhưng là kiếm hồn mình cũng không có cách nào ngăn cản sao trời nữ hoàng lúc này công pháp động tác. Hắn chỉ có cho chủ nhân của mình từ dương phát ra đề điểm, hy vọng chủ nhân của mình có thể tìm tới một cái biện pháp tốt hơn ngăn cản cái này bà nương. Không được, nàng dạng này công pháp một khi mở ra về sau, tự thân xa vào đến tuyệt đối bá thể trạng thái. Bất kỳ cái gì phổ thông thủ đoạn cũng không có cách nào đối nhân thân của nàng tạo thành tính thực chất tổn thương tự nhiên cũng không có biện pháp đánh gãy nàng đối chung quanh tất cả nhiễm lấy sao trời khí tức lực lượng nguyên tố điên cùng thôn vệ quá trình. Nếu như ta dùng đủ cường đại tuyệt sát cấp thủ đoạn đối với hắn triển khai tiến công, như vậy rất có thể vượt qua cái này cổ thụ bên trong không gian có thể gánh chịu lực lượng cực hạn. Tiến tới bị lực lượng của ta trực tiếp vỡ nát không gian chiến trường, như vậy, viên này cổ thụ liền không còn có bất luận cái gì khôi phục hy vọng. Từ dương nói xong lời nói này về sau, thần khí kiếm hồn lập tức liền minh bạch hắn dụng tâm lương khổ. Hắn là thật không muốn bởi vì mình gia nhập sau trận chiến này, sớm kết thúc cái này sinh tồn mấy triệu năm sinh mệnh của thụ lịch trình. Nghĩ phải đem hết toàn lực giữ gìn cái này khỏa cổ thụ hình thái hoàn chỉnh, đồng thời từ dương dưới mắt đối với sinh mạng chi chủng tương quan khái niệm cũng là hoàn toàn không biết gì. Hắn lo lắng chính là nếu như cái này cổ thụ sớm hỏng mất, như vậy liền xem như đạt được sinh mệnh chi chủng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cũng không còn cách nào khôi phục ra nguyên bản sinh mệnh cổ thụ cường đại như vậy vô cùng công năng. Như vậy, toàn bộ doanh châu đại lục văn minh phát triển cũng sẽ bị triệt để kết thúc. Chương 1515, sinh mệnh chi nguyên. Phải biết một cái độc lập tồn tại tiểu thế giới, muốn sinh sôi không ngừng lâu dài sinh sôi xuống dưới, hạch tâm nhất một cái điều kiện chính là có được giống sinh mệnh cổ thụ dạng này có thể liên tục không ngừng chế tạo sinh mệnh khí tức năng lượng đầu nguồn cứ như vậy liền sẽ sinh sôi ra vô cùng vô tận sinh mạng thể, mà dư thừa sinh mệnh tinh hoa, thì sẽ bị những cái kia thực lực cường đại những người tu luyện hoàn thành hấp thu dung nhập vào trong cơ thể của mình. Cứ như vậy tiểu thế giới này thể hệ văn minh phát triển liền sẽ lâm vào một cái tốt tuần hoàn, sống được càng lâu dài tu sĩ thực lực càng mạnh, mà những cái kia đại tân sinh sinh mạng thể liên tục không ngừng sinh ra, cũng có thể làm cho cả văn minh phát triển trở nên càng thêm cấp tốc thế nhưng là một khi cái này chế tạo sinh mệnh lực bản nguyên động cơ đình chỉ vận hành như vậy tiểu thế giới này sẽ bày biện ra duy nhất một loại cục diện đó chính là có hạn sinh mệnh lực bản nguyên lại không ngừng áp suất tại những cái kia số lượng không nhiều cường giả đỉnh cao trong cơ thể mà thế giới này nguyên bản không ngừng tăng trưởng cá thể nhân số cũng sẽ càng ngày càng ít có lẽ không cần vạn năm trái phải một cái lớn kỷ nguyên luân hồi tiểu thế giới này vốn có người từng cái số sẽ trở nên phá lệ thưa thất tất cả sinh mệnh lực tinh hoa đều trưởng thống tại kia cực thiểu số kiệt xuất tu luyện người mạnh nhất trong tay. Tiểu thế giới văn minh phát triển triệt để dừng bước. Từ dương mặc dù cũng không phải là doanh châu đại lục người, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng tại tiểu thế giới này trong không gian chinh chiến mấy trăm năm. Đồng thời tại doanh châu đại lục cũng là kiếm tiên một tay đánh tạo nên tương đối thành công tiểu thế giới, muốn là bởi vì chính mình một trận chiến này trực tiếp chôn vùi doanh châu đại lục tương lai phát triển nguyên động lực, cục diện như vậy từ dương là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận bởi vì đối với hắn mà nói chiến đấu như vậy kết cục cùng thất bại không có bất kỳ cái gì phân biệt liền xem như lấy sao trời nữ hoàng sinh mệnh làm đại giá cũng là được không bù mất cũng nguyên nhân chính là như thế từ dương có băn khoăn như vậy hắn đến tiếp sau tại một trận chiến này ở trong phát huy nhận cực lớn hạn chế mà bị liên tiếp áp chế thực lực bản thân về sau từ dương muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới một cái đầy đủ cường lực công pháp hình thức đối trước mắt còn tại không chút kiên kỵ sao trời nữ hoàng tiến hành công kích. Làm sao bây giờ tiểu nhị, cục diện dường như trở nên rất khó chịu, chúng ta đến cùng nên xử lý như thế nào tình huống trước mắt đâu. Cùng tại thời khắc này băng hoàng tháp chủ thần khí khí hồn xuất hiện lần nữa, cùng đồ thiên kiếm hồn, hai cái lão hỏa kế lại một lần nữa chạm mặt. Hai anh em này dường như vẫn như cũ là một mặt không nhanh không chậm dáng vẻ, khoanh tay đứng tại từ dương lưng về sau, dường như nhìn cũng cũng không tính ra tay giúp đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại cục diện như vậy coi như hai đại chủ thần khí đồng thời ra tay, cũng không có cách nào từ trên căn bản thay đổi từ dương trước mắt lập trường. Bởi vì hai đại chủ thần khí đồng thời phát uy, cái này cổ thụ bên trong không gian thế tất sẽ trong thời gian cực ngắn đi hướng sụp đổ. Mà cục diện như vậy là từ dương không cho phép phát sinh, bởi vậy hai đại khí hồn cũng chỉ có thể làm vung tay trưởng quỷ, trốn ở từ dương lưng sau lẳng lặng quan sát chủ nhân của mình, nên xử lý như thế nào cục diện như vậy. Tiểu tử, ngươi chính ở chỗ này thất thần làm gì, cứ như vậy mặc cho ta thôn vệ hết chung quanh tất cả nguyên tố lực, vẫn là nói ngươi đã tự đại đến có thể đối mặt đỉnh phong cảnh giới hạ ta. Sao trời nữ hoàng dường như cũng có chút xem không hiểu, từ dương đây là đường chết gì. Nhìn xem tiểu tử này cứ như vậy bình tĩnh đứng ở trước mặt mình, trăm mét có hơn vị trí, không có bất kỳ cái gì công pháp bên trên vận chuyển cùng động tác, cũng là để sao trời nữ hoàng đối thủ này sờ không tới đầu não. Đúng lúc này, từ dương làm ra một cái làm cho tất cả mọi người càng thêm xem không hiểu động tác, hắn đúng là trực tiếp từ bỏ tiếp tục đối sao trời nữ hoàng ra tay. Hiển nhiên hắn tại nội tâm của mình chỗ sâu ở trong một phen đấu tranh về sau, vẫn là cuối cùng hạ quyết định quyết tâm này. Cho dù muốn đối mặt trạng thái đỉnh cao nhất sao trời nữ hoàng, cũng nhất định không muốn phá hư cái này cổ thụ trải qua mấy triệu năm tan thương sinh mệnh thể xác, không thể không nói từ dương loại cảnh giới này quyết không phải những người khác có thể so sánh. Có lẽ cũng chính vì hắn làm ra quyết định như vậy, lâm vào nhập cảnh trạng thái về sau, từ dương chung quanh nguyên bản không mang hắc ám tinh thần không gian, không hề có điềm báo trước mà hiện lên ra một cái toàn thân trắng bệt ánh sáng lão giả. Lão giả này trên thực tế chính là sinh mệnh của thụ linh hồn thể huyễn hóa mà thành, lão giả nhìn hòa ái mà hiền lành, cười tủm tỉm hướng phía từ dương tiến lên đón. Tiểu tử ngươi không hổ là có được người có đại khí vận, xem ra, đại thế giới văn minh hệ thống phía dưới, tất cả khuyết điểm đều đem ở trên người của ngươi có thể đền bù. Lão giả đột nhiên nói ra mấy câu nói như vậy, cũng đổ là để trước mắt từ dương một mặt ngây ngốc. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Để ta đoán một chút nhìn, ngài hẳn là sinh mệnh của thụ linh hồn thể huyển hóa thành hình hình dáng đi. Toàn thân hiện ra bạch quan lão giả gật đầu cười. Ngươi cũng đã từ sau trời nữ hoàng trong miệng biết được, nơi này phía sau chỗ giáp nhau chính là thông hướng vô nguyệt thiên thông thiên chi lộ lối vào. Nói cách khác chỉ cần chiến thắng sao trời nữ hoàng kết thúc danh châu đại lục hảo kiếp, ngươi liền có thể ở nơi này mở ra thông hướng vô nguyệt thiên bí cảnh lối đi duy nhất, nhìn thấy ngươi ngày nhớ đêm mong sáng thế chi thần kiếm tiên. Mà cái này trên thực tế, cũng là kiếm tiên lúc trước làm hậu thế cái kia có thể gánh chịu thế gian đại khí vận thiên chi kiêu tử lưu lại một đạo kiểm tra đầu đề, cũng chỉ có để toàn bộ thế giới một lần nữa nhìn thấy mặt trăng người kia mới, có tư cách gặp mặt kiếm tiên vân vong cơ đạt được thuộc về hắn truyền thừa xuống cứu vớt đại thế giới văn minh cuối cùng nhắc nhở nghe được bạch quan lão giả kiểu nói này từ dương trong lúc mơ hồ dường như cũng đối trước đó thiên sứ chi thần đối với mình lời nhắn nhủ những cái kia tấm kỵ nội dung có một cái càng thêm rõ ràng khái niệm bản thiết kế hắn cũng minh bạch vân vong cơ sở dĩ dấu sâu như vậy nó dụng ý nguyên lai đều là vì đang khảo nghiệm chính mình còn mời tiền bối chỉ điểm tiếp xuống ta muốn nên như thế nào làm mới có thể bảo trụ ngài thân xác đâu Lão giả cười lắc đầu, ngươi có tâm tư như vậy liền đã tại ta chỗ này thông quan. Trên thực tế ta bộ này thể xác cũng vẻn vẹn chỉ là gặp chứng mấy trăm năm lịch sử tan thương biến hóa một cái người chứng kiến mà thôi. Đối với thế gian đến nói là không có ý nghĩa tồn tại, nhưng là chân chính muốn thôi động doanh châu đại lục văn minh tiếp tục phát triển, nguyên bản thuộc về trong cơ thể ta kia một viên sinh mệnh chi chủng, mới là trọng yếu nhất mấu chốt. Ngươi sau đó phải làm không phải tiếp tục thủ hộ ta cái này một bộ hỏng thân xác, mà là từ sao trời nữ hoàng nơi đó đem kia một viên sinh mệnh chi chủng một lần nữa đoạt lại, đồng thời đem trồng ở tâm hải của ngươi chỗ sâu. Dạng này không được bao lâu, ta cái này một bộ thân xác liền có thể tại tâm hải của ngươi ở trong sinh sôi ra một viên hoàn toàn mới sinh mệnh cổ thụ, đến lúc kia, ta liền có thể thông qua thân thể của ngươi đối danh châu đại lục tiếp tục phát huy ta chuyên môn tác dụng. Đồng thời ngươi ta ở giữa cũng sẽ tiến vào một loại cộng sinh trạng thái, tính mạng của ta chi chủng sẽ mang cho ngươi đến vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng tinh hoa tiếp tế. Còn lại một bộ phận thì sẽ thông qua trong cơ thể của ngươi truyền lại hướng toàn bộ doanh châu đại lục mỗi một cái góc, đến dựng dục ra càng nhiều hoàn toàn mới sinh mệnh. Không hề nghi ngờ, nếu như đem lão giả đề nghị này coi như là một trận giao dịch, như vậy từ dương không thể nghi ngờ chính là trận này giao dịch ở trong người được lợi lớn nhất. Chương 1516, Cây già chỉ dẫn hắn đem gián tiếp trở thành doanh châu đại lục chúng sinh vận mệnh chúa tể tuyệt đối vốn có quyền lợi, thậm chí càng áp đảo kiếm tiên cái này doanh châu đại lục người khai sáng phía trên. Trọng yếu chính là đạt được sinh mệnh chi chủng chính xác diễn hóa đường tắt, từ dương sẽ cùng tại đạt được một cái liên tục không ngừng vì chính mình cung cấp sinh mệnh lực tinh hoa động cơ. Như vậy có sinh mệnh chi chủng chi tồn tại, từ dương gần như có thể đạt tới chân chính vĩnh sinh bất hữu tình trạng. Không riêng gì hắn từ dương, Bên người những cái kia đồng bạn một khi gặp được sinh mệnh lực quy hế bờ, đều có thể thông qua từ dương lực lượng, trong thời gian ngắn nhất đạt được đền bù. Dạng này một trận cơ duyên, cho dù là đối với cái này đã sắp tới tu luyện đỉnh phong từ dương đến nói, cũng là một trận lớn lao dụ hoặc. Bởi vì hắn biết rõ, mình trước mắt tại thân xác phương diện tu luyện còn không có đi hướng đỉnh phong cực hạn, nếu là đạt được sinh mệnh chi chủng, có lẽ có thể mang đến cho mình tiến thêm một bước tạo hóa quan trọng hơn chính là mình chỉ cần đáp ứng cái này đề nghị của lão giả như vậy lão giả cái này hỏng thân xác thể xác cũng liền lại không có bất kỳ cái gì giá trị quay đầu chỉ cần từ dương đem sinh mệnh chi chủng hạt giống trồng ở tâm hải của mình bên trong liền có thể vì lão giả mang đến một bộ hoàn toàn mới thân xác ngoài ra còn có một điểm không thể bị xem nhẹ đó chính là từ từ dương tâm hải chỗ sâu trồng ra tới sinh mệnh cổ thụ nó vốn có sinh mệnh lực đẳng cấp còn muốn tăng lên một cái toàn cấp độ mới bởi vì sinh mệnh của thụ nguyên bản vốn có quy tắc sức thừa nhận chính là doanh châu đại lục pháp tắc hệ thống, mà một khi hắn tại từ dương tâm hải ở trong thu hoạch được sống lại. Như vậy hắn vốn có quy tắc sức thừa nhận chính là đại thế giới văn minh hệ thống phía dưới cường độ. Cái này đồng đẳng với để cái này khỏa sinh mệnh cổ thụ tại đại thế giới văn minh thể hệ quy tắc phía dưới sống lại một lần. Để tính mạng của hắn đẳng cấp có được bản chất nhất tăng lên, bản thân đối với sinh mệnh cổ thụ lão giả này mà nói, cũng là một lần ngàn năm một thuở tăng lên mình cơ hội. Đây tuyệt đối là một trận cả hai cùng có lợi hợp tác, nghe được dạng này chỉ dẫn về sau, từ dương không chút do dự đáp ứng lão giả đề điểm cùng yêu cầu. Thế nhưng là tiền bối, ta cũng không rõ ràng nên như thế nào đem kia sinh mệnh chi chủng từ cái này sao trời nữ hoàng trong cơ thể cướp lấy. Bởi vì ta đối tính mạng của nữ nhân này cấu tạo nhất khiếu bất thông, dốt đặt cán mai. Bạch quan lão giả ha ha phá lên cười. Nàng đem tính mạng của ta chi chủng dung nhập vào trong cơ thể của mình, nhưng lại cũng không rõ ràng, lấy thân thể của nàng kết cấu, cho dù cuối cùng cả đời cũng vĩnh viễn không có khả năng cùng thân thể của mình kết hợp hoàn mỹ. Bởi vì nàng căn bản không rõ nên như thế nào luyện hóa cái này một viên sinh mệnh chi chủng, mà ta lại có thể thông qua sinh mệnh chi chủng dẫn đạo, thấy rõ nàng kết cấu thân thể ở trong hết thảy nội dung. Lão giả nói xong những cái này trực tiếp cho Từ Dương đánh ra một đạo vô cùng ngưng thực tinh thần lực rất nhanh từ dương trong đầu có quan hệ sao trời nữ hoàng kết cấu thân thể hết thảy đặc điểm tất cả đều xuất hiện tại từ dương trong nhận thức biết hắn cũng không tiếp tục là đối cái này sao trời nữ hoàng hết thảy nhất khiếu bất thông dốt đặt cán mai trạng thái mà là đối với nữ nhân này rõ như lòng bàn tay đồng thời trong thời gian ngắn nhất liền nhìn thấu nữ nhân này trong thân thể sơ hở duy nhất đó chính là tại nàng dưới bàn chân phương một cái kia đặc thù vị trí vị trí này trên thực tế đến nói hẳn là coi là sao trời một mạch văn minh dựng dục ra sinh mạng thể cộng đồng sơ hở. Thật tình không biết cũng là để cái này nguyên bản cực thịnh một thời tinh thần văn minh cuối cùng đi hướng suy vong nguyên nhân căn bản. Cái kia tại vô số năm trước vực ngoại thế giới tranh đấu bên trong, mấy lần mang cho sao trời một mạch văn minh trọng thương vực ngoại chủng tộc, cũng là bởi vì đạt được cái này nhận biết. Tìm được sao trời một mạch cường đại sinh mạng thể cộng đồng sơ hở cùng nhược điểm duy nhất, liền bắt đầu điên cuồng tiến công bọn hắn dưới bàn chân phương cái kia bộ vị, mới dễ như trở bàn tay chém giết vô số ngôi sao văn minh hệ thống phía dưới cường giả đỉnh cao. Bây giờ Từ Dương cũng phát hiện bọn hắn cái này sơ hở lớn nhất, tự nhiên kết nối xuống tới ra tay cũng liền có trăm phần trăm lòng tin. Nói như vậy lấy thân thể của nàng kết cấu đến xem, ta muốn ngăn cản nàng tiếp tục thôn vệ chung quanh nguyên tố lực, nhất định phải lấy đủ cường đại tuyệt sát một kích, đem thân thể của nàng kết cấu hoàn toàn đánh nát mà khả năng duy nhất tính chính là ta mượn nhờ đồ thiên thần khí uy lực, đối kia sao trời nữ hoàng dưới bàn chân nhược điểm bộ vị tiến hành tuyệt sát. Nhưng vấn đề đến, một khi ta tự mình điều khiển đồ thiên thần khí, tùy tiện một chiêu tiến công liền có thể đánh ra tương đương uy lực khủng bố, ta lo lắng. Từ dương lời còn chưa nói hết, trước mắt phóng thích ra bạch sắc quan mang linh hồn thể lão giả liền lộ ra mỉm cười hòa ái. Ta đương nhiên minh bạch băng khoăn của ngươi, không muốn bởi vì lực lượng quá mức cường đại mà mang cho doanh châu đại lục chúng sinh sinh mệnh uy hết bờ, cái này rất đơn giản, liền dùng ta cái này hỏng thân xác phóng xuất ra còn thừa sinh mệnh tinh hoa. Vì ngươi lát thành cuối cùng một khối bàn đạp đi. Tại ngươi chuẩn bị kỹ càng cuối cùng hiệp xuất thủ thời điểm, ta sẽ thiêu đốt sinh mệnh của mình thể xác, hòa tan ra tới sinh mệnh lực tinh hoa hóa thành một cái vây quanh bên trong chiến trường này không gian tường ngoài. Cứ như vậy có tính mạng của ta tinh hoa làm ngăn cách, coi như lực lượng của ngươi mạnh hơn, cũng không đến nổi với bên ngoài doanh châu đại lục chúng sinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi một mực đánh ra mình đầy đủ cường lực một chiêu tuyệt sát, phá đi thân thể của đối phương kết cấu, chỉ cần từ thân thể của nàng ở trong lần nữa đoạt lại sinh mệnh chi chủng, như vậy một trận chiến này ngươi đem đứng ở bất bại. Mà mất đi duy nhất cậy vào sao trời nữ hoàng cũng chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược. Đạt được lão giả chỉ dẫn về sau, từ dương không chút do dự kêu gọi về đồ thiên thần kiếm, khi hắn con ngươi ở trong lần nữa phóng xuất ra kia một cổ bá khí lộ ra ngoài, ngoài ta còn ai vô địch thiên hạ khí diễn về sau. Chung quanh cái này cổ thụ bên trong không gian chiến trường biên giới bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ, một đạo lại một đạo màu trắng quan vụ bắt đầu trống rỗng hiển hiện. Thật tình không biết đó chính là lão giả thiêu đốt luyện hóa sinh mệnh mình thể xác sau biến hóa ra đến nguyên thủy nhất sinh mệnh lực tinh hoa, hóa thành một đạo phong bế quan hoàng, một chút xíu vì từ dương phát họa ra cái này bên trong không gian chiến trường biên giới có tầng ngoài cùng cái này một đạo vần sáng màu trắng che chở cùng trợ giúp, từ dương rốt cục có thể không hề cố kỵ đánh ra mình một kích mạnh nhất. Đồ thiên thần khí, phóng xuất ra vô cùng hào quang sáng chói, kiếm hồn tại thời khắc này phát ra một tiếng niên cuồng gầm thét. Cùng lúc đó, từ dương gần như không chút do dự lần nữa phóng xuất ra mình sở trường nhất hư không phát tắc, trực tiếp đem vô cực kiếm đạo phối hợp phía dưới đồ thiên chủ thần khí phong mang uy lực đẩy hướng cực hạng. Một kiếm này có thể phát huy ra uy lực thực sự khó có thể tưởng tượng, vẻn vẹn bằng vào cái này một đạo mũi kiếm, thông qua hư không tiến hành gia tăng 10 lần về sau, lại một lần nữa trong hư không hiển hóa ra ngoài to lớn đồ thiên chủ thần khí, kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt. Trước mắt sao trời nữ hoàng ở sâu trong nội tâm xuất hiện một tia sao động. Đây cũng là nàng tại tuyệt đối tự tinh tình huống phía dưới, lần thứ nhất tại ở sâu trong nội tâm sinh ra vết rách. Bởi vì nàng có thể từ từ dương phong mang ở trong cảm nhận được có thể uy hế bờ sinh mệnh mình cấp bậc lực lượng kinh khủng. Nghĩ không ra cái này nhân tộc lãnh tụ vẫn là mang cho ta một lần kinh hỷ, thực lực như vậy cũng tuyệt không phải tùy tiện người nào đều có thể làm được. Chương 1517, Chém giết sao trời nữ hoàng Sao trời nữ hoàng khi nhìn đến trong lúc này không gian bên ngoài kia vần sáng màu trắng thời điểm, trên thực tế trong nội tâm nàng đã có một chút suy đoán, nhưng nàng không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi nghiệm chứng chính mình suy đoán trước đó nàng tại cưỡng ép cướp đoạt sinh mệnh chi chủng thời điểm, đã từng không chỉ một lần cùng sinh mệnh cổ thụ linh hồn sinh ra va chạm. Chỉ là lão giả kia cho tới bây giờ đều không có mình hoàn chỉnh linh hồn thể hình thái dáng vẻ, xuất hiện tại sao trời nữ hoàng trước mặt quá. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng cái kia có thể cứu vớt nhân tộc đại lục văn minh thể hệ người cuối cùng sẽ xuất hiện, quả nhiên hắn cuối cùng đợi đến từ dương đến, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa từ dương một lần nữa nắm giữ thắng lợi tráng tân quynh đảo một vòng đáng chết, một kiếm này uy lực thực sự là quá mạnh, chẳng lẽ từ dương thậm chí không tiếc muốn từ bỏ cái này sinh mệnh cổ thụ truyền thừa, cũng phải mang cho ta một kích trí mạng sao? Sao trời nữ hoàng căn bản không rõ ràng, từ dương nội tâm đã phát sinh từ đầu đến đuôi biến hóa, không còn có bất luận cái gì cái gọi là lo lắng có thể nói. Mà khi sao trời nữ hoàng quyết định tạm thời ngừng thôn vệ chung quanh nguyên tố lực, tiến một bước cường hóa thực lực bản thân chuẩn bị toàn thân tâm ứng đối từ dương cái này khủng bố một kiếm thời điểm để nàng nằm mơ cũng không có nghĩ đến một màn lại một lần nữa phát sinh từ dương cái này ẩn chứa lực lượng kinh cũng tuyệt sát một kiếm hoàn toàn biến mất hoàn chỉnh kiếm mang biến mất không còn tâm hơi là giả không cái này lại nên như thế nào giải thích đâu sao trời nữ hoàng vẫn là không nghĩ tới mình sau đó phải đối mặt nên như thế nào một kiếm loại cục diện này ngay tại nàng bắt đầu phóng thích tinh thần lực của mình tại bên trong chiến trường này không gian tìm kiếm từ dương khí tức thời điểm băng lãnh mũi kiếm lại một lần nữa từ sau lưng của nàng huyễn hóa ra tới, trực tiếp khóa chặt tại nàng bắp chân yếu kém nhất vị trí. Cái gì, đây tuyệt đối không có khả năng, ngươi vì sao biết ta sao trời một mạch sinh mạng thể sơ hở cùng nhược điểm. Từ dương ha ha phá lên cười. Nói cho cùng vẫn là ngươi mua dây buộc mình, dời lên tảng đá nện mình chân. Nếu như ngươi không có giống hiện tại như vậy tham lam, muốn đem sinh mệnh chi chủng chiếm làm của riêng. Ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng hướng ta bộc lộ ra nhược điểm của ngươi, chính là trong cơ thể ngươi sinh mệnh chi chủng, đem thân thể của ngươi kết cấu hoàn toàn hiện ra tại linh hồn của ta thế giới ở trong. Ngươi đã không có bất luận cái gì tránh thoát khả năng, bó tay chịu trói đi. Từ Dương ở đây hiển lộ rõ ràng ra loại kia ngoài ta còn ai bá đạo dáng vẻ. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn cái này vô cùng kinh khủng một kiếm rốt cục đánh ra mang theo khó mà ngăn cản mũi kiếm đánh ra không gì sánh kịp khủng bố một kích. Lần này sao trời nữ hoàng cho dù lại thế nào điều động đủ mạnh mẽ nguyên tố lực, cũng không có cách nào đền bù mình trời sinh thân thể khuyết điểm, mà từ dương một kiếm này, thử hỏi toàn bộ doanh châu đại lục ở trong lại có ai có thể ngăn cản được đến đâu. Cho dù đó cũng không phải từ dương trước mắt tối đỉnh phong tuyệt sát lực lượng, nhưng là muốn đánh nát trước mắt sao trời nữ hoàng sơ hở, tiến tới xáo trộn thân thể của nàng kết cấu, cũng đã là dư xài. Quả nhiên, sao trời nữ hoàng căn bản không có đầy đủ lực lượng có thể ứng đối một kích này. Rốt cục vẫn là bị từ dương cái này vô cùng kinh khủng một kiếm chạm đến bắp chân sơ hở vị trí về sau, thân thể kết cấu ầm vang sụp đổ, hóa thành một chỗ vụn vặt lẻ tẻ vỡ vụn điểm sáng. Mỗi một đạo thân thể kết cấu đều hóa thành một viên ống ánh tiểu tinh bụi, nhưng là nguyên bản thuộc về nàng hoàng chỉnh thân xác đã không còn tồn tại. Từ dương tại thời khắc này không chút do dự mở ra trong cơ thể chính đạo luồng khí xoáy, lấy vô cùng cường đại cộng minh đồng thời triệu hồi ra đạo thứ 10 bên ngoài cơ thể luồng khí xoáy. Đồng thời mở ra đủ cường đại thôn vệ vòng xoáy, vô cùng kinh khủng thôn vệ quỷ tích điên cùng vận chuyển. Vô cùng vô tận tinh thần chi quan, hướng chính giữa một điểm cấp tốc ngưng tụ, đồng thời trong thời gian ngắn nhất tụ hợp trở thành một đạo to lớn hạch tâm sao trời, hắn là định dùng mình đạo thứ 10 bên ngoài cơ thể luồng khí xoáy. Đem nguyên bản thuộc về sao trời nữ hoàng sinh mệnh lực hoàn thành thôn vệ từ đó đem những cái kia tinh thần chi quan che chở cho sinh mệnh chi chủng cho tìm ra tới, quả nhiên hắn chiến đấu như vậy sách lược đưa đến rõ ràng tác dụng. Cũng không lâu lắm, sao trời nữ hoàng nguyên bản sở thuộc sinh mệnh lực gần như bị từ dương lực lượng triệt để dành thời gian, nàng bây giờ đã không còn có bất luận cái gì khả năng đoàn tụ nhục thân của mình. Chính là viên kia sáu cánh sao, nhìn thấy sao tiểu tử, kia chính là ta sinh mệnh chi chủng. Trong đầu thuộc về sinh mệnh của thụ linh hồn khí tức xuất hiện lần nữa, Mặc dù linh hồn của ông lão khí tức hiện tại đã trở nên 10 phần yếu ớt, nhưng vẫn là tại khẩn yếu quan đầu vì Từ Dương truyền lại ra tinh chuẩn tin tức. Nghe được thanh âm này về sau, Từ Dương không chút do dự mở ra một cái tay phải vô cùng cường đại sức cắn nuốt, nháy mắt đem viên kia 6 cánh sao tập kết tại lòng bàn tay của mình bên trong, sau đó đem viên này 6 cánh sao nhét vào trong cơ thể của mình. Vô cùng kinh khủng sinh mệnh lực tinh hoa cấp tốc vì Từ Dương cung cấp lấy cường đại sinh mệnh tiếp tế, mà tại quá trình này bên trong từ dương sức chiến đấu trong thời gian cực ngắn cấp tốc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đồng thời không chút do dự đem cái này một cái sáu cánh sao sinh mệnh chi chủng cắm vào tâm hải của mình chỗ sâu, tại mảnh này hoàn toàn mới thổ những bên trong, sinh mệnh chi chủng cấp tốc cắm rễ nảy mầm. Lại bởi vì từ dương tinh thông một bộ phận thời không phát tắc, có thể làm nhiễu thời gian cùng không gian song trọng trật tự, bởi vậy tại từ dương tâm hải trong thế giới, cái này một viên vừa mới cắm rễ mầm non liền tại thời gian cực ngắn huyễn hóa ra một cái mười phần tinh xảo sinh mệnh cổ thụ hoàn toàn mới thể xác. Linh hồn của ông lão lại một lần nữa xuất hiện, mà lần này đã không còn là hư ảo huyễn hóa, mà là thực sự xuất hiện tại từ dương tâm hải chỗ sâu. Như là sống nhờ tại từ dương tâm hải ở trong một cái sinh mạng thể, hắn có thể cùng từ dương cùng hưởng linh hồn của hắn thế giới, cho nên đối chung quanh chiến trường tình huống có thể nói rõ như lòng bàn tay. Tiểu tử, ngươi rốt cục vẫn là hoàn thành lời hứa của mình, vì ta mang đến một lần hoàn toàn mới tân sinh từ giờ trở đi ngươi chính là ta chủ nhân mới cũng là toàn bộ doanh châu đại lục tương lai chúng sinh chúa tể tuyệt đối bởi vì có đối ta tuyệt đối trưởng thống ngươi sẽ quyết định doanh châu đại lục tương lai sinh mệnh lực tinh hoa tổng lượng phải biết được trao cho quyền lợi như vậy giống như là từ dương cũng không tiếp tục là trước kia người lữ hành kia thân phận mà hắn hiện tại đã chân chính trên ý nghĩa trở thành doanh châu đại lục mảnh này thổ nhưỡng ở trong chủ nhân mới hắn mỗi một cái quyết định đều đem ảnh hưởng doanh châu đại lục ức vạn chúng sinh tương lai. Chỉ là từ dương đối dạng này lớn lao quyền lợi cùng vinh quang cũng không lộ ra như thế nào kích động, hắn bây giờ còn đang hết sức chăm chú đối phó sao trời nữ hoàng. Quả nhiên, mặc dù bị mình đạo thứ 10 luồng khí xoáy thôn vệ, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh lực tinh hoa thậm chí là liền sinh mệnh chi chủng cũng lần nữa bị từ dương cướp đoạt, nhưng là sao trời nữ hoàng cũng không có như vậy đi hướng tịch diệt nàng còn có hỏng linh hồn lực trong thời gian cực ngắn cấp tốc tập kết lần nữa tỏa ra một đạo nhạt nhẽo linh hồn hình dáng cứ như vậy nhìn chăm chú từ dương phát ra một trận cười thảm ngươi cho rằng xóa bỏ ta liền có thể thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi sao quên nói cho ngươi trong cơ thể ta còn có một bộ phận thuộc về vân thị hoàng triều huyết mạch bởi vì ta dù sao cũng là tứ hoàng tử mẫu phi cũng là đã từng cùng vân long thiên đế từng có tiếp xúc gia thịt nữ nhân cho nên tại ta sau khi ngã xuống toàn bộ bảo tàng sơn chân chính phong ấn cũng chấp nhận này tan rã. Chương 1518, sức một mình. Cho nên một trận chiến này đối với từ dương ngươi đến nói, vĩnh viễn ngươi cũng không thể trở thành bên thắng, mặc kệ ta sống hay chết, chờ đợi lấy ngươi đều chính là khó mà vãn hồi lực úp cử chỉ. Tại ta sau khi ngã xuống, bảo tàng sơn tất cả phong ấn đều đem trong thời gian ngắn nhất cấp tốc biến mất. Bởi vì cầm tù lấy kia một vạn âm hồn các chiến sĩ cường lực phong ấn, trên thực tế chính là ta tinh thần chi lực sinh mệnh tinh hoa. Mà cái này một phần lực lượng đều đã bị ngươi thôn vệ không còn, chỉ cần linh hồn của ta cũng đi hướng tịch diệt, như vậy nắm trong tay ức vạn âm hồn các chiến sĩ duy nhất một cái gông xiền cũng sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Đến lúc kia, dưới trướng của ta dựng dục ra đến tất cả âm hồn chiến sĩ đại quân, sẽ lấy ức vạn nhiều quét ngang toàn bộ doanh châu đại lục. Ta cũng muốn xem thử xem ngươi làm ứng đối ra sao dạng này sụp đổ thức cục diện, ngươi thật sự là tại một trận chiến này ở trong chiến thắng ta. Tước đoạt sinh mệnh chi chủng đánh nát ta cuối cùng nguyện vọng, thế nhưng là làm đại giới, ta muốn để toàn bộ doanh châu đại lục văn minh vì ta chôn cùng. Từ dương nghe được đối phương dạng này một phen ác độc lời nói về sau, nhịn không được dơ lên một tia băng lãnh khóe miệng, cứ như vậy nhìn chăm chú trước mắt gần như phát điên nữ nhân. Quên nói cho ngươi một sự thật, liền xem như ta đưa ngươi đẩy hướng vẫn lạc vực sâu, Ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào thấy được ngươi kỳ vọng ngày đó đến. Bởi vì ta từ đầu đến cuối đều giữ lại một lá bài tẩy, có thể phạm vi lớn quét dọn tất cả bị ngươi dựng dục ra đến âm hồn chiến sĩ. Chỉ có điều nhận doanh châu đại lục tự thân có được phát tắc cường độ cực hạn ràng buộc, ta trước đó cho tới bây giờ đều không có lộ ra lá bài tẩy này, nhưng là bây giờ không giống. Đã có được sinh mạng chi chúng ta, có thể mượn nhờ đủ cường đại sinh mệnh lực tinh hoa đến bảo vệ doanh châu đại lục vốn có thổ nhưỡng tại cái này sinh mệnh lực tinh hoa che chở phía dưới, doanh châu đại lục ức vạn chúng sinh đều sẽ không nhận ta lực lượng uy hết bờ, cho nên ta liền có được phóng thích ra mạnh nhất ác chủ bài cơ sở điều kiện. Khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất đừng nhanh như vậy đi hướng vẫn lạc, vẫn là nên lưu một hơi tận mắt nhìn thấy ngươi vương triều đổ sụp. Ta muốn để ngươi tận mắt thấy, ta là như thế nào bằng vào ta mình công pháp lực lượng, tại trong khoảnh khắc hủy diệt ngươi dựng dục ra đến tất cả âm hồn thể chiến sĩ hy vọng nhìn thấy màn này về sau, ngươi đừng quá mức tuyệt vọng, bởi vì đây chính là ngươi xâm lấn danh châu đại lục nguyên bản nên có kết cục. Bất luận cái gì vực ngoại văn minh truyền thừa cũng không có cách nào tại đại thế giới văn minh hệ thống phía dưới chiếm hữu thuộc về một chỗ ngồi cho mình, các người cuối cùng chỉ là kẻ ngoại lai. Chúng ta cho ngươi có thể tiếp nhận, nhưng chúng ta không cho, các người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cướp đoạt. Từ dương lời nói này, quả nhiên là đánh ra thuộc về đại thế giới văn minh hệ thống phía dưới chúng sinh ngạo khí. Cũng chính là tại thời khắc này đồ thiên chủ thần khí kiếm hồn lộ ra mỉm cười, đồng thời lấy trào phúng đồng dạng dáng vẻ nhìn về phía bên người băng hoàng tháp khí hồn. Thế nào, hiện tại ngươi minh bạch vì sao tiểu tử này có thể đứng tại bây giờ vị trí này đi? Trên người hắn có được năm đó ta chủ phong hỏa vô cực khí thế, đồng thời các phương diện thiên phú cùng năng lực đều đã siêu việt phong hỏa vô cực. Không hề nghi ngờ hẳn là trưởng khống đại thế giới văn minh truyền thừa chân chính chúa tể. Chỉ cần một trận chiến này thuận lợi kết thúc, để hắn tìm tới thông hướng vô nguyệt thiên con đường, tại cùng kiếm tiên câu sau khi thông qua, hắn sẽ thu hoạch được hắn vốn có hết thảy. Sau đó lấy mạnh nhất hoàn toàn thể dáng vẽ một lần nữa trở lại đại thế giới hệ thống ở trong dọn sạch tất cả chướng ngại, cuối cùng trở thành đại thế giới văn minh hệ thống phía dưới lĩnh tụ mới. Ta thậm chí có một loại dự cảm, hắn sẽ để đại thế giới chư thần thế lực lần nữa thống nhất, thực hiện năm đó liền phong hỏa vô cực đều không thể thực hiện cuối cùng tâm nguyện kết thúc chân chính loạn thần thời đại. Đang nói ra mấy câu nói như vậy, nói ra dạng này cảm khái đồng thời, có thể cảm thụ được đồ thiên chủ thần khí kiếm hồn ở sâu trong nội tâm, dường như cũng cùng năm đó hắn chủ nhân đồng dạng có lớn lao tiếc núi. Mà bây giờ hắn lại tại từ dương trên thân nhìn thấy đền bù nổi tiếc núi này khả năng, giờ khắc này đồ thiên chủ thần khí kiếm hồn cũng là lệ nóng danh trồng. Dường như trong mơ hồ hắn đối từ dương tôn sùng cũng lần nữa đề cao đến một cái cảnh giới toàn mới. Cùng lúc đó, trừ tiểu hoa bên ngoài, những chiến trường khác ở trong tất cả mọi người không rõ ràng, tại cái này cổ thụ bên trong không gian chiến trường bên trong, từ dương cùng sao trời nữ hoàng ở giữa đến tục cùng xảy ra chuyện gì. Cũng chính là ở sau đó một nháy mắt, từ dương lần nữa mở ra thời không bảo hạp, đồng thời mượn nhờ mình quỷ cốc kỳ môn trận pháp cực hạn hình thái, đem cái này cổ thụ bên trong không gian chiến trường ở trong hết thảy cảnh tượng hình chiếu đến màn trời bên trong làm cho cả doanh châu đại lục chúng sinh đều nhìn thấy trước đó hắn cùng sao trời nữ hoàng ở giữa trải qua hết thảy. Cùng tại thời khắc này, như là sao trời nữ hoàng lời nói như thế, bảo tàng sơn bên ngoài tất cả lực lượng phong ấn đều trong thời gian cực ngắn cấp tốc đi hướng tan rã. Quả nhiên cũng xác minh từ dương trước đó đối bảo tàng sơn hệ thống sức mạnh phán đoán, nơi này tất cả lực lượng hoàn toàn chính xác đều là tại sao trời nữ hoàng tinh thần lực dẫn đạo dưới thành hình. Sao trời nữ hoàng tinh thần lực cấp tốc biến mất, trở nên càng thêm yếu kém, sinh mệnh lực đã hoàn toàn khô kiệt. Bởi vậy nàng lại không có năng lực có thể lấy ý chí của mình đồng thời chỉ huy hàng trăm triệu âm hồn chiến sĩ. Mà những cái này âm hồn chiến sĩ mất đi người lãnh đạo tinh thần ý niệm tranh đoạt cùng trói buộc về sau, đem bọn hắn sinh mệnh ở trong giả tính một mặt hoàn toàn hiển lộ rõ ràng ra tới. Bọn hắn liền như là một chi số lượng đạt tới đỉnh phong cường đạo, sắp tránh thoát mình lồng giam, đồng thời lấy điên cuồng dáng vẽ càng quét toàn bộ doanh châu đại lục, giáng lâm một trận chân chính hảo kiếp. Cũng chính là tại thời khắc này, từ dương mới cuối cùng đã rõ, trước đó đoàn người mình tại kia huyễn cảnh bên trong, tinh trần quỷ tích bên trong nhìn thấy màu đen mây đen đến tục cùng đại biểu cho cái gì rồi. Cũng không phải là sao trời nữ hoàng mình, mà là bảo tàng sơn bên trên cái này hàng trăm triệu âm hồn chiến sĩ. Bọn hắn mới là trường hảo kiếp này chân chính đầu nguồn. Ông trời của ta, đây là có chuyện gì? Ta vậy mà cảm nhận được toàn bộ bảo tàng sơn đều đang điên cuồng chấn động, chẳng lẽ nơi này sắp sụp đổ sao? Nguyên bản nghe lệnh của từ dương dưới trướng nhân tộc mạnh nhất chiến sĩ quân đoàn tất cả mọi người tại thời khắc này hoảng loạn. Bởi vì bọn hắn đều không rõ ràng phiến chiến trường này tiếp xuống sẽ phải phát sinh cái gì, thẳng đến tiểu hoa mượn nhờ từ dương cường đại tinh thần lực, hướng tất cả mấy chục vạn quân đoàn các chiến sĩ cùng hưởng hảo kiếp sách giáng lâm nhận biết. Mọi người lúc này mới cuối cùng đã rõ, sao trời nữ hoàng đã vẫn lạc, nhưng tùy theo mà đến càng lớn một trận hạo kiếp cũng đem tại thời khắc này giáng lâm. Các chiến sĩ chờ đợi chúng ta cuối cùng hạo kiếp đã giáng lâm, lãnh tụ của chúng ta từ dương lão đại đã chém giết sao trời nữ hoàng. Nhưng tùy theo mà đến, tất cả bảo tàng sơn ngoại bộ phong ấn sắp sụp đổ, tức vạn chiến sĩ sắp tránh thoát lồng giam, chẳng qua từ dương lão đại đã có ứng đối phương pháp. Các người tiếp xuống cần phải làm là tại đầy đủ cường hoành quan minh lực lượng giáng lâm thời điểm, bảo trụ sinh mệnh của mình, không muốn tại lão đại phóng xuất ra của lực lượng này phía dưới đi hướng vẫn lạc. Là... Cái gì? Tiểu hoa tỷ tỷ, ý của ngươi là lão đại sau đó phải lấy sức một mình, diệt đi cái này một chi số lượng đạt tới ức vạn cấp bậc âm hồn quân đoàn sao? Cái này sao có thể? Đây là muốn sức mạnh khủng bố cỡ nào mới có thể làm được? Chương 1519, chủ thần khí che chở. Mấy chục vạn các chiến sĩ hoàn toàn lộ ra khó mà tin nổi chấn kinh biểu lộ, duy chỉ có cực thiểu số chân chính cùng từ dương vào sinh ra tử những cái kia hiểu rõ đồng bọn của hắn nhóm minh bạch từ dương thật sự có làm được đây hết thảy tư bản yên tâm đi chúng ta lão đại khi nào vi phạm quá lời hứa của mình đã hắn hoàn toàn chắc chắn như vậy một trận chiến này chúng ta cũng đã đi vào thắng lợi biên giới liền để chúng ta tiếp xuống cùng một chỗ chứng kiến từ dương lão đại hoàn thành một trận chiến này cuối cùng sử thi dù sao có thể chứng kiến tiếp xuống lão đại sắp gián lâm chí cường lực lượng, là chúng ta tất cả tu luyện cộng đồng vinh quang. Cái này nguyên vốn phải là lão đại tại đại thế giới ở trong mới có thể thi triển đi ra áo nghĩa cấp bậc truyền thừa. Mặc dù ta cũng không rõ ràng lão đại hắn đến tục cùng là dựa vào như thế nào thủ đoạn, sáng tạo ra đánh ra cái này một kích mạnh nhất hoàn cảnh, nhưng là những cái này đều đã không trọng yếu nữa, thu hoạch thắng lợi kết cục mới là chúng ta chỗ chờ đợi cộng đồng đáp án. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Sao trời nữ Hoàng Linh hồn khí tức bắt đầu dần dần trở nên yếu ớt, thẳng đến cuối cùng vẹn vẹn chỉ có thể bảo trì một tia hồn niệm, còn dừng lại trong chiến trường ở giữa. Như là Từ Dương đối với hắn đưa ra đề nghị như vậy, muốn nàng nhìn tận mắt nàng mộng cuối cùng đi hướng vỡ vụn một màn này giáng lâm. Mà Sao trời nữ Hoàng mình cũng rất muốn biết, Từ Dương đến cùng là dùng như thế nào biện pháp có thể tự tay hủy đi mộng đẹp của mình ngăn cản sao trời nữ hoàng một chiêu này mạnh nhất ác chủ bài phá hủy toàn bộ doanh châu đại lục văn minh truyền thừa nàng không tin từ dương bằng vào sức một mình liền có thể làm được như thế khó mà tin nổi kinh thế cử chỉ đồng thời theo nàng còn thừa linh hồn lực dần dần chôn vùi toàn bộ bảo tàng sơn phạm vi bên trong hàng trăm triệu các loại cường độ cấp bậc âm hồn các chiến sĩ trong đầu kia một vệt ánh sáng điểm dần dần biến mất mà tia sáng kia điểm chính là sao trời nữ hoàng gia trì tại những cái này âm hồn các chiến sĩ sinh mệnh bên trong bom hẹn giờ cũng là sao trời nữ hoàng tùy ý điều khiển trưởng khống những cái này âm hồn các chiến sĩ duy nhất ỷ vào làm đạo ánh sáng này điểm tiêu tán về sau những cái này âm hồn các chiến sĩ hoàn toàn trở thành độc lập tự chủ cá thể bọn hắn chỉ cần tại doanh châu đại lục tùy ý điên cuồng phát tiết mình giết chóc dê xê vọng đồng thời thu hoạch được doanh châu đại lục chúng sinh sinh mệnh lực tinh hoa tiếp tế đến cường hóa tự thân đây chính là bọn họ sẽ phải làm duy nhất một sự kiện, mà theo toàn bộ bảo tàng sơn bên ngoài phong ấn dần dần giải tỏa. Nơi này nguyên bản phong ấn vân thị hoàng triều một mạch một chút qua đời sinh linh, cũng tất cả đều trong thời gian cực ngắn bị những cái này cường đại âm hồn các chiến sĩ cưỡng ép giao phó tái sinh cơ năng. Vậy mà cũng đều từ phần mộ ở trong bò ra tới, viễn hóa thành các loại hình thái âm hồn chiến sĩ, cùng một chỗ hướng phía danh châu đại lục chung quanh từng cái phương hướng điên cùng chinh phạt trong lúc nhất thời toàn bộ bảo tàng sơn liền như là sụp đổ trở ngại dòng lũ liều lĩnh lấy mạnh nhất sóng cùng dáng vẻ cuốn sạch lấy phóng tới đại lục mỗi một cái góc mấy chục vạn nhân tộc cường giả đỉnh phong quân đoàn tại tiểu hoa thống nhất chỉ huy phía dưới thời gian ngắn nhất một lần nữa tập kết đến cùng một chỗ đồng thời dựa theo nàng chỉ dẫn chạy trốn tới một cái tương đối ổn định chí cao tiết điểm ở nơi này mấy chục vạn các chiến sĩ ngửa đầu nhìn về phía hư không màng sáng bình tĩnh cùng đợi từ dương lão đại giáng lâm cường đại nhất diệt thế áo nghĩa đến một lần chinh phục cái này hàng trăm triệu âm hồn các chiến sĩ. Cùng lúc đó, cái này mấy chục vạn nhân tộc quân đoàn các chiến sĩ chỗ khu vực đã bị tiểu hoa dựa theo từ dương phân phó, sớm thiết trí tương đối cường đại thủ hộ kết giới. Đồng thời từ dương cũng trực tiếp đem băng hoàng tháp cái này chủ thần khí lơ lửng tại mấy chục vạn quân đoàn các chiến sĩ đỉnh đầu của mọi người phía trên đến, làm bọn hắn kháng cự quan minh pháp các lực lượng mạnh nhất che chở. Ông trời của ta, đây không phải trong truyền thuyết thần hộ pháp thần khí nha, thế mà cũng xuất hiện tại nơi này, bị lão đại tự mình trưởng khống. Không hổ là có thể thống nhất toàn bộ doanh châu đại lục duy nhất vương giả nha, từ dương lão đại cho tới bây giờ đều không có để chúng ta thất vọng qua. Không hề nghi ngờ, dạng này một phen kính đáo bố trí, cũng là để mấy chục vạn quân đoàn cường giả đỉnh cao nhóm đối từ dương kính đáo tâm tư tâm phục khẩu phục. Tại ý thức của bọn hắn bên trong, từ dương đã sớm không còn là đơn giản như vậy một cái thực lực cường đại người tu luyện, mà là một cái chân chính túc trí đa mưu ý chí tứ hải lãnh tụ. Băng hoàng tháp bắt đầu lần lượt thay đổi mình hình thái, phóng thích ra thuần túy nhất màu băng lam thuộc tính tia sáng ngưng tụ làm một cái to lớn quan hoàng. Bao phủ tại cái này mấy chục vạn nhân tộc các chiến sĩ hướng trên đỉnh đầu, đem bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại che chở lấy lên. Lúc này băng hoàng tháp thi triển ra thủ hộ kết giới cường độ, vậy mà đã vượt qua lúc trước cực bắc mang hoang khu vực cùng trung vực lãnh thổ ở giữa tầng kia thật dày tường băng cường độ. Có thể nói xem như trước mắt băng hoàng ta ta hồn tại thoát ly từ dương lão đại lực lượng chèo chống về sau, có thể phóng thích ra mạnh nhất sức mạnh thủ hộ. Nếu như ngay cả cổ lực lượng này đều gánh không được quang minh thần pháp tắt phóng xạ, chỉ sợ cái này mấy chục vạn quân đoàn các chiến sĩ thế tất cũng sẽ lọt vào hoặc nhiều hoặc ít sóng mặt đất cùng. Nhưng đây đã là không có cách nào bên trong biện pháp, tối thiểu muốn bóp chết trường hạo kiếp này, từ dương quang minh thần pháp tắc là nhất định phải giáng lâm. Ngay tại lúc này thống thống khoái khoái buông tay đánh cược một lần đi, thiếu niên. Toàn bộ thế giới đều đang đợi lấy ngươi một chiêu này phát huy tiếng vọng, chân chính sử thi, hoàng mỹ nhất một bút cũng để cho ngươi tự mình đến viết. Trong đầu bây giờ đã tại tâm hải của mình thổ những bên trong, thu hoạch được sống lại sinh mệnh của thụ linh hồn khí tức phát ra dạng này một tiếng cổ vũ truyền lại đến từ dương trong đầu. Mà từ dương khi lấy được cái này lão tiền bối cổ vũ cùng chỉ dẫn về sau, cũng cũng không làm càng nhiều do dự, bắt đầu điên cùng phóng thích nguồn gốc từ mình tâm hải chỗ sâu liên tục không ngừng sinh mệnh lực tinh hoa. Đồng thời mượn nhờ cổ này rã rít không giúp cường đại sinh mệnh lực, hướng toàn bộ bảo tàng sơn khu vực chung quanh phóng thích, tận khả năng tại có hạn thời gian bên trong, để cổ này cường đại sinh mệnh lực bản nguyên vây quanh hướng càng khoáng đạt chiến trường không gian. Dạng này liền có thể để càng nhiều dân chúng bình thường nhóm thu hoạch được cường đại sinh mệnh lực che chở, từ đó tránh cho bị từ dương tiếp xuống thả ra quang minh thần lực lượng pháp tắt ngay tại chỗ luyện hóa. Trống Đến bằng ức vạn kế âm hồn các chiến sĩ tại tránh thoát loại này tinh thần lồng giam về sau, tất cả đều phóng xuất ra giả tâm của mình cùng giết chóc dê xê vọng. Đây là bọn hắn bẩm sinh bản năng, cũng là truyền thừa từ sao trời văn minh nhất tộc đảng sinh ra sinh mạng thể. Vĩnh viễn không cách nào bị xóa đi đặc thù, chỉ có thông qua liên tục không ngừng giết chóc cùng cướp đoạt, mới có thể thỏa mãn bọn hắn sống sót dê xê vọng. Như thủy triều âm hồn quân đoàn điên cùng bao trùm hướng chung quanh càng ngày càng rộng lớn khu vực bên trong, mà Từ Dương cũng tại thời khắc này gánh chịu lấy vạn chúng chú một chờ mong phía dưới chậm rãi lên không, đi thẳng tới cách xa mặt đất mấy ngàn mét cao độ. Lúc này Từ Dương, mặc dù đã cách mặt đất quá mức xa xôi, nhìn cũng chỉ có to bằng hạt đổ tương tiểu nhân hình dáng, nhưng mà dường như chỉ cần hắn kia miễn cười thân ảnh vẫn tồn tại toàn bộ doanh châu đại lục ức vạn chúng sinh tất cả mọi người chờ đợi liền không có nhân diệt, tất cả mọi người tại thời khắc này mong mỏi, chờ đợi lấy từ dương cuối cùng thay đổi toàn bộ đại lục chúng sinh vận mệnh một kích mạnh nhất tướng lĩnh. Mà lúc này từ dương coi trời bằng vung, lòng yên tĩnh như nước, hắn hiện tại gần như đã quên đi mục tiêu của mình cùng sứ mệnh, có thể nhận biết cùng nghĩ tới cũng chỉ có chung quanh chầm chậm thổi qua thanh phong mây mù. Chương 1520, Dương Quang Phổ Chiếu Ha ha ha, ta còn thật sự muốn nhìn một chút, bọn gia hỏa này đến tục cùng là dựa vào phương pháp thế nào, có thể thoát đi vận mệnh thẩm phán. Sau đó Từ Dương bắt đầu lần thứ nhất tại doanh châu đại lục địa giới phạm vi bên trong, đem trong cơ thể mình hoàng mỹ thiên sứ chi thần huyết mạch lực lượng hoàng mỹ kích phát ra, tất cả mọi người không nghĩ tới. Từ Dương lại còn có có thể biến ảo ra hoàn toàn mới thân xác hình thái một khắc xuất hiện. Nhàn nhạt hào quang màu tím bắt mắt nhất, tại Từ Dương mặt ngoài thân thể thấp thoáng mà ra, sau đó theo thời gian trôi qua, hào quang màu tím này một chút xíu phát sinh biến hóa về chất, cuối cùng vậy mà huyễn hóa ra thuần túy kim sắc. Mà tại cái này về sau từ dương phía sau vậy mà chậm rãi huyễn hóa ra 12 đạo cánh chim. Phải biết tại thiên sứ lĩnh vực bên trong, có thể huyễn hóa ra năm đôi thực chất cánh chim đều là lịch đại thiên sứ chi vương, mà trong truyền thuyết thập nhị dực thiên sứ, cũng chỉ có có được không tỳ vết thiên sứ chi thần huyết mạch mạnh nhất hoàng mỹ huyết thống. Mới có thức tỉnh khả năng ra ngoài mà lần này từ dương cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người hiển lộ rõ ràng ra mình 12 con kim quan chói mắt hoàng mỹ cánh chim hắn bây giờ là chân chính thiên sứ chi thần cũng là có thể đại biểu đại thế giới văn minh hệ thống phía dưới có thể dựng dục ra đến hoàng mỹ nhất sinh mạng thể xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong trời ạ à, xuất phát từ nội tâm cúng bái đã không thể thỏa mãn chúng ta đối từ dương lão đại sùng kính hắn lại còn có được thân thể hoàng mỹ như vậy dạng này người xuất hiện tại chúng ta thời đại này thật là tất cả chúng ta hạnh phúc đâu. Ngay một khắc này mấy chục vạn nhân tộc quân đoàn đồng thời quỳ một chân trên đất, đối mênh mông thương khung, chăm chú nắm lấy hai quả đấm của mình, lấy thành tính nhất dáng vẻ hướng hư không bên trên từ dương thiên sứ chi thần quỳ bái. Tất cả mọi người tại cộng đồng khẩn cầu, tiếp xuống từ dương giáng lâm thuộc về thiên sứ một mạch chí cao vinh quang quang minh thần phát tắc, đến giúp đỡ toàn bộ doanh châu đại lục vượt qua lần này nan quan. Ta sẽ lấy thiên sứ danh nghĩa giáng lâm, chỉ phụ trách vì doanh châu đại lục chúng sinh khẩn cầu vĩnh hằng bình minh, tất cả đến từ vực ngoại sinh mạng thể người xâm nhập đều sẽ tại quang minh lực lượng phía dưới hóa thành hư không. Từ dương phen này thành kính cầu nguyện, sau khi nói xong. Thuộc về hắn thiên sứ chi thần toàn bộ uy nghiêm rốt cục hiện ra ra tới. Ống ánh thiên sứ chi quang đem thân thể của hắn nghiêm nghiêm thật thật hoàn toàn bao phủ. Kế tiếp tất cả thai ngén ở trong cơ thể hắn quang minh thần phát tắc, tại lấy minh văn hình thái cấp tốc hiển hiện. hiện. Ống ánh kim quang minh văn, cũng không biết có bao nhiêu cái ký tự tạo thành, một điểm điểm tại từ dương hát tụng cùng dẫn đạo dưới, xoay quanh tại xung quanh thân thể của hắn, cuối cùng tại chư thiên mây mù phụ trợ bên trong chậm rãi hiện lên ở vân thiên mái vòng phía trên. Trên thực tế những cái này pháp tắc minh văn, chính là tại cùng từ dương trong cơ thể thiên sứ huyết mạch đạt thành một loại hoàng mỹ phù hợp tần suất, sau đó lại thông qua từ dương thân thể giáng lâm quang minh thần pháp tắc toàn bộ năng lượng. Quả nhiên, ngay tại tất cả công tác chuẩn bị sẵn sàng về sau, Từ Dương chậm rãi giao nhau hai cánh tay của mình nâng quá đỉnh đầu che khuất mình hai mắt trong nháy mắt. Cường đại tinh thần lực tại thời khắc này đồng quang minh thần pháp tắt mỗi một đạo minh văn sinh ra không gì sánh kịp cộng minh. Trong chớp mắt này ở giữa, Từ Dương thân thể bộc phát ra như là liệt dương một loại kim quang ống ánh. Mà chính là bởi vì luồng hào quang màu vàng ống này tồn tại, điên cùng bao trùm hướng toàn bộ đại địa mỗi một cái góc, tất cả bị cái này ống ánh kim sắc tia sáng chỗ chiếu xạ sinh mạng thể đều ở trong nháy mắt này ở giữa hoàn toàn mất đi hành động lực. Thời gian cùng không gian bất luận một loại nào phát tắc đều tại cực hạn quang minh thần pháp tắc bao phủ phía dưới mất đi ý nghĩa. Trên thực tế toàn bộ doanh châu đại lục tất cả pháp tắc đều tại thời khắc này mất đi hiệu quả, bởi vì trong nháy mắt này, từ dương giáng lâm quang minh thần pháp tắc, đã siêu việt doanh châu đại lục sáng thế pháp tắc có thể gánh chịu lực lượng cực hạn giống như là trực tiếp dùng quang minh lực lượng đem toàn bộ thế giới hết thảy ý nghĩa hoàn toàn đóng băng lại, nếu không phải là có cường đại sinh mệnh lực tinh hoa, đến tự sinh mệnh chi chủng ở trong nguyên thủy sinh mệnh khí tức làm thủ hộ, chỉ sợ từ dương quang minh thần pháp tắt lực lượng. Có thể trực tiếp đem toàn bộ doanh châu đại lục hoàn toàn phá hủy. Cũng may từ dương chủ quan bên trên, ở phương diện này lực lượng phát tiết cũng có khống chế, không có khả năng giống như là tại lớn hệ thống thế giới phía dưới điên cuồng như vậy phóng thích quang minh thần pháp tắc bởi vậy cũng không về phần trực tiếp phá hủy toàn bộ doanh châu đại lục. Liền xem như mang cho thế giới này chúng sinh ảnh hưởng, cũng đều bị áp suất đến thấp nhất trình độ. Quan trọng hơn chính là, từ dương tin tưởng vững chắc ngày sau sẽ thông qua sinh mệnh chi chủng lực lượng, cho thế giới này phóng xuất ra càng thêm nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cứ như vậy, bởi vì quan minh thần pháp tắc giáng lâm tổn thương tính, cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần đạt được bình phục. Thế nhưng là trực diện quan minh thần pháp tắc mạnh nhất thẩm phán lực lượng những cái này âm hồn các chiến sĩ, coi như xa xa không có may mắn như vậy. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không phải là đến từ thế giới này sinh mạng thể, tự nhiên cũng không có khả năng đạt được từ dương giáng lâm cho doanh châu đại lục thế giới này che chở. Chờ đợi những cái này âm hồn các chiến sĩ kết cục, chỉ có một loại, đó chính là vẫn lạc. Quả nhiên, mỗi một cái âm hồn chiến sĩ trong thân thể ương đều bị một đạo ống ánh kim sắc tia sáng nháy mắt xuyên thủng, đếm bằng ức vạn kế âm hồn các chiến sĩ vậy mà không có bất kỳ người nào trở thành người sống sót. Cho dù là có băng hoàng tháp chủ thần khí làm bảo vệ mấy chục vạn quân đoàn các chiến sĩ, giờ phút này cũng đều bản năng nhắm hai mắt lại. Bọn hắn minh bạch tại quang minh thần pháp tách giáng lâm trong nháy mắt, bọn hắn căn bản không có tư cách đi dò xét từ Dương Thiên Sứ chi thần vinh quang cùng hình dáng, Vẹn vẹn chỉ có thể là lấy phàm nhân đối mặt thiên thần lúc như thế thành kính dáng vẽ đi ngưỡng vọng. Bởi vì tại thời khắc này, Quang minh thần pháp tắt tại từ dương ý chí phía dưới giáng lâm lúc, thiên sứ chi thần cùng cái này chúng sinh, liền đã không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Nói một cách khác, giờ khắc này quang minh giáng lâm chính là trong nháy mắt. Từ dương phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đại lục, không hề nghi ngờ đã bị đưa về đến cùng kiếm tiên vân vong cơ một cái trình độ sáng thế thần lĩnh vực. Giữa hai người lực ảnh hưởng cùng địa vị đã tương xứng, hoàn toàn chính xác kiếm tiên vân vong cơ sáng tạo thế giới này, nhưng là tất cả mọi người minh bạch là thiên sứ chi thần từ dương cứu vãn thế giới này, đồng thời mang cho doanh châu đại lục lần thứ hai mới sống lại. Làm vô tận quang minh lược vẫy đại địa trong nháy mắt, từ dương cái tên này nhất định đem cùng toàn bộ doanh châu đại lục vận mệnh một mực buộc chặt lại với nhau, đồng thời trở thành chúng sinh trong lòng cái kia vĩnh viễn cũng sẽ không bị ma diệt thần đóng dấu. Quang minh giáng lâm doanh châu đại lục lại xuất hiện truyền kỳ sự thật lịch sử, rốt cục cũng là đem trận này mai tán vô số cái năm tháng chung cực hảo kiếp triệt triệt để để xua tan. Nhưng mà cái này lại cũng không xem như cuộc chiến tranh này cuối cùng kết cục, bởi vì không đợi từ dương đem hoàn chỉnh quang minh thần pháp tắt truyền thừa thi triển một cái chu thiên. Ngay tại tầm mắt của hắn cuối cùng, khi nguyên bản bị vô cùng vô tận sao trời thuộc tính hoàn toàn bao trùm hắc ám, bởi vì quang minh gián lâm bị xuyên thủng kết giới. Mà liền tại kết giới kia lưng về sau, một đạo vô cùng ống ánh hình tròn nguyệt chi hình dáng rốt cục xuất hiện. Làm từ dương nhìn thấy cái này tha thiết ước mơ một màn về sau, bản năng bắt đầu đình chỉ tiếp tục đối quan minh thần pháp tác diễn dịch, tất cả kim sắc quan mang dần dần rút đi, liền sau lưng của hắn 12 con thiên sứ chi dực cũng chậm rãi tiêu tán thành vô hình.